Chắc hôm nay là buổi hello mọi người. Em định không lên chứ sẽ lên trễ. Đơn hôm qua nhà em chốt rồi. Đơn hôm qua nhà em chốt rồi bảo mọi người. Các chị chưa được gọi điện chốt đơn à? Em nhận 4 áo, một bộ chất đẹp lắm. Em bảo mới chị cầm vân nhé. Ok mọi người ơi, vào luôn nha. Chấm bài. Chấm. Hôm nay chắc chắn là một buổi gọi là tri ân các chị mùa hè đấy. Gọi là bao sau nhỉ? Một năm một mùa sẽ có một buổi gọi là xả kho, gọi là kinh khủng nhất. Nên là chị nào mà hôm nay không săn được thì gọi là rất là phí quá. Gọi là một cái xong nhỉ? Gọi là sao em lại quên mất rồi? Em gọi là chị Thúy Kiều, tự nhiên hôm nay nó bị đơ. Có nghĩa là một mùa hè trôi qua rất là lâu. Và hôm nay sẽ là sao? Gọi là sẽ là một buổi gọi là tri ân khách hàng, gọi là em tri ân nhiều nhất hôm nay ấy. Hôm nay sẽ gọi là một buổi gọi là bán thì hàng hè quá nhiều rồi. Và hôm nay sẽ là một buổi để tặng cho mọi người. Sau bên em có đồng kiểm nhá. Em là chị Hải Đăng. Em chốt đơn, chị mới nhận được hàng, lần nào cũng đẹp. Em còn mới chị Giang nhá. Và em sao nhỉ? Hôm nay kiểu hồi hộp quá. Và chị nào hôm nay không săn được thì là một sự tiếc của mình đấy. Tại vì sao ạ? Tại vì là một mùa hè nhá. Và hôm nay thì em chỉ tri ân đúng hôm nay. Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream em với ta đấy. Tí nữa là mình sẽ không bao giờ được chốt. Nếu mà mình không chia sẻ livestream, tí nữa mình sẽ không được chốt những em đã tặng. Tại vì tất cả các mã hôm nay nhà em đều tự động là chia sẻ livestream nên mới có đơn. Mờ hả các chị? Mọi người ơi, có thấy mờ không? Em có thấy chị Thu Thảo này. Ok, em có thấy chị Ánh Ngọc nhá các chị ơi. Hôm nay sẽ là một buổi tổng cuối cùng của mùa hè. Nên là chị nào tranh thủ mua được thì mình sẽ chốt luôn cho em nhá. Hôm nay tri ân mùa hè rồi. Hôm nay sẽ tri ân một buổi thật là nồng nhiệt dành cho các bác luôn. Có đầy đủ hết. Em có thấy chị Trình Thủy này. Nên là mọi người cố gắng làm sao là chia sẻ livestream luôn cho em để bắt đầu em lên luôn nhá. Được chưa mọi người? Ok, bắt đầu em sẽ lên luôn. Và nhớ là chia sẻ livestream mọi người ơi. Nếu mà chị nào mà hôm nay không chia sẻ livestream á thì mình gọi là cơ hội mình được nhận quà nó rất là ít luôn. Và hôm nay bên em sẽ chia luôn một buổi live này. Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream mọi người nhá. Em có thấy chị Linh Phương này. Các chị ơi, mình có xem được không? Nếu mà không xem được thì sẽ không chốt được đâu. Mua 2 đơn từ 6 tuần này mà chưa nhận được hàng, chị cho em xin số đi. Em có thấy chị Linh Phương này. Rồi, chị nào vào sau thì mình nhớ là chia sẻ livestream mọi người nhá. Được chưa? Nhớ là vào sau mình chia sẻ livestream luôn cho em. Anh ơi, có áo ở kệ này, chỗ gần cái bộ cao cấp này. Hôm nay tặng luôn cho các chị nhớ. Em bảo rồi, hôm nay sẽ là một buổi tri ân các chị. Nếu mà chị nào mùa hè chỉ có một buổi như hôm nay thôi, mọi khi em bán nó quá là rẻ, em thấy nó rẻ lắm rồi ấy. Nhưng mà hôm nay sẽ rẻ hơn bình thường, được chưa các chị? Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream nhá. Rẻ sao? Ok nha mọi người ơi, em bắt đầu lên nhá. Nhớ là không chia sẻ livestream sẽ không được chốt đâu. Mấy giờ lại trở lên chứ em? Ok, trời ơi nhiều này. Hôm nay chẳng có lông côm đâu. Có cái gì mở kho mang ra đây nốt đi. Mã này có 3 cái cũng lên mã à? 3 cái cũng lên mã. Ok, những cái như thế này đi. Tặng các chị nốt này. Mã này mình lên luôn, lúc trưa là mã là C1 rồi đúng không? Mã C rồi, hôm nay các chị lên cho mã là A1 cho em. Đây, các kiểu đà điều như thế này. Em tặng các chị mã đầu tiên cho em hôm nay là tặng luôn, với giá là 25.000 đồng. Đây các chị ơi, những áo bolo maxi xin. Em vừa thật hôm nay xả hết luôn rồi các chị đây, 25.000. Em đố ai mà xả giá này ok cho mọi người ơi, dã man. Bộ em đang mặc có bán nhưng mà không biết hôm nay có thời gian để bán không. Tại vì hôm nay là xả cho mọi người mà. Đây, xả phông trơn các thứ. Chị em mình lên cho em này là A1 cho em nhá. Nói chung là em tặng các chị đi 25.000. À không, đặc biệt mà gọi không chốt đơn chắc là chị không em máy em như thế nào, hoặc là mình không có đơn đấy. Mình chia sẻ livestream cho mọi người. A1 vào kèm số điện thoại dùm em, nhớ có hiện lên người chia sẻ livestream mới chốt nhá. Còn nếu mà không hiện lên thì không được chốt đâu. Cả này. Em ơi, cả cái áo làm mát cho chị này. Em dã man hôm nay tặng hết cho chị đi. A1 nhá. Lưu ý giúp em là có chia sẻ livestream máy tính bên em mới in đơn. Còn nếu mà chị nào mà không chia sẻ livestream rất tiếc em sẽ không chốt đơn cho mọi người được. Tại vì hôm nay là một buổi tri ân của mùa hè nên là chị nào mà không chia sẻ livestream em sẽ ngừng chốt đơn nhé mọi người nhá. Em sẽ ngừng chốt đơn nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream luôn giúp em. Cố gắng nha các chị ơi, mình gọi là mình cố gắng để mình có đơn. Tại vì hôm nay là một cái buổi tri ân mà chị nào mà không mua được ấy thì rất là thiệt thòi luôn đấy.
giúp em nhá. Em có ít thôi nên chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn cho em 25.000 này. Quá trời đẹp luôn này. Polo các kiểu này, phông trơn này, em bán tặng hết các chị luôn hôm nay. Kể cả áo kiểu mã nào mà em đã từng bán qua em bán tặng hết các chị luôn. A1 giùm em nhá, hết hàng luôn này. Nhanh tay các chị ơi. Chị nào lấy A1 thì mình chốt A1 cho em nhá. Anh xem có một chị nào lên bảo thủy nó bảo bó đơn rồi. A1 và kèm số bảo thủy hôm nay có làm đêm được không? A1 và kèm số nhanh tay các chị ơi, được chưa ạ? 25.000 đồng nốt này. Ôi dồi ôi, em thấy áo này quá hot hit luôn. Đây có cả màu xanh rêu. Hôm nay chưa giờ màu xanh rêu đúng không? Đây, A1 và kèm số điện thoại luôn giúp em nhá, 25.000 đồng. Em vừa bán vừa tặng các chị đi, nói chung là hôm nay em bán tặng hết mà. Không lời lãi gì tầm này nữa rồi. Hôm nay là một buổi chiên mà bác nào mà không mua được hàng thì thực sự là quá là đáng tiếc cho mọi người đấy. A1 giùm em là có đơn nhá. Hôm nay làm với chị buổi đêm nhá Thùy. Đây em ghi mã chị này, A1 cho chị ở đây. A1 là cái mã này. Bác nào lấy nhanh thì mình đùa thôi, chậm tay mình không có hàng đâu. Ba chị 25.000 ạ. Bộ tím than này em xả hết các chị luôn. Mã số trên là A2 nhá, 39.000 thôi. Em không đọc tên đâu ạ, bây giờ em biết đọc tên ai. Cứ ngày mai mình có đơn mình cố gắng là em bán giúp em A2 này. Em bán tặng các chị luôn 39.000 bộ này đi, nhanh tay các chị ơi. Em có độ ít thôi. A2 vào kèm số điện thoại giùm em nhá, 39.000 đồng. Quá xinh. Không ở đâu các chị mua được cái giá như thế này đâu nhá, được chưa ạ? Bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em bộ này, 40 cân đổ lên. 60 cân đổ về cho em vô tư mã A2. Em bán tặng các chị luôn 39.000 một bộ mã A2 cho em có độ tầm 20 bộ. Em có chỗ đây, em có 20 bộ thôi. Chị nào mà nhanh tay thì mình được cho em nhá. Chị nhận hàng bên em rồi, ưng lắm em mà. Em có chị Trường Sa lớn á. Mã số cho em là A2 là có đơn nhá. Trời ơi, nói chung hôm nay là gọi là một buổi gọi là tri ân. Nên là chị nào mà chốt được ấy thì mình phải nhanh tay thôi em nhá. Đây, mã số cho em là A2 giúp em là có đơn nha các chị ơi. Trời đất ơi, nó đẹp. Nó đẹp, nó sang khủng khiếp cho em. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Em tặng hết các chị 39.000 bộ này. A2 và kèm số điện thoại giùm em 39.000 nhá. Xuất sắc luôn, nên là chị nào cố gắng là mình chốt nhanh luôn cho em nhá. Nói chung mà hôm nay chị nào mà không mua là tiếc. Em thấy thực sự nó quá là tiếc luôn đấy. A2 và kèm số điện thoại luôn giúp em này. Đây em bán em còn nổi cả da gà, da ốc, da mề, các loại da lên. Da nó bắt đầu nó nổi. Cứ mỗi lần xem cái kiểu gì mà mình bán quá tay, quá đà cái là bắt đầu da mề các thứ nó nổi hết lên ấy này. A2 giùm em nhá, hết hàng luôn này. Nay xả hết kho đi, trắng kho không được. Em xả hết hàng hè cho mọi người. Em có bán nhưng mà chắc hôm nay không lên được, đến mai. Mai em sẽ lên nhá. Đây. Cái bộ này cũng thế, sẽ có hai màu. Bộ này mình lên luôn cho em mã là A3 nhá. Hôm nay chị nhận được hai áo phông nhà em chất đẹp. Em có mới chị set tím này 25.000 thôi em. Cái bộ này là 39.000 này. Set tím này chị em mình lên cho em mã là A3 cho em bộ này nhá. Sẽ có màu tím và màu kem, em bán tặng các chị set này luôn 59.000 mã A3. Nhanh tay các chị ơi, 59.000 mã A3 cho em nhá. Ui. Đây, A3 và kèm số cho em cái set này. Hot Girl vẫn đang bán rất là đắt. Em bán tặng các chị luôn 59.000 một bộ. Sẽ có màu tím và màu kem. Chị nào lấy A3 màu nào mình chốt cho em, phong cân nặng mình dưới 54 cân cho em nhá. Sẽ có hai màu, màu tím và màu kem. Em bán tặng luôn các chị 59.000 mã A3. Nhanh khẩn trương, hôm nay hàng coi như là hàng hè, em bán tặng hết cho mọi người đi. A3 cũng được, tặng cũng được. Coi như bán gọi là có khi ấy còn gọi là không đủ tiền, không đủ vào cái tiền mình đã nhập. Nhưng mà thôi, hôm nay coi như là tổng xả kho hết cho mọi người luôn cho em nhá. Sẽ này mà có bán mà, nhưng mà không biết hôm nay có thời gian để lên không ấy. Chị nào lấy A3 mình chốt cho em 59.000 một set giùm em nhá. Em nói thật nó quá là xinh. Set này đi biển các thứ vẫn đang hot mà. A3 đây này, giấy như trong cái thùng như đây. A3 giùm em nhá, 59.000 có màu kem và màu tím. Cái này em không có nhiều đâu nên chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhá. Chất vải đẹp mà rẻ nữa. Em có với chị Đôn Đôn. A3 vào kèm số cho em màu kem nha các chị ơi. Nói chung màu nào lên siêu đẹp như này luôn cho em nhá. Em bán tặng các chị hết. A3 và kèm số điện thoại. Và trong cái thời gian này các chị ơi, thị trường nó làm nghiêm quá nên là đồ len em sẽ không bán đâu nhá. Em sẽ đến nói chung là cái bây giờ chỉ thời gian là vừa bán vừa gọi là săn những cái mã đẹp để cho mọi người thôi, chứ còn đồ len thì em chưa bán đâu. Bác nào lấy A3 mình chốt A3 cho em nhá. 59.000 một bộ dùm em, có tím và có kem đấy. Mình thích A3 màu nào mình chốt em màu đấy là có đơn. Nói chung hôm nay mà chị nào mà không săn được thì em thấy nó hơi phí á. Nó hơi uổng công, tại vì hôm nay là buổi chiên này cho các chị mặc. Đây, A3 giùm em nhá, nếu có thời gian thì lên bộ em mặc. Còn không thì trưa mai. A3 và kèm số giùm em này, sẽ có màu tím và màu kem. Chị nào lấy A3 màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. Có 59.000 một bộ thôi. Chứ không phải là 159 hay là 199 nữa chị nhá. Quần dài luôn, giá quần dài luôn cho em nhá. Mã A3 này. Chị nào lấy A3 này mình chốt A3 qua mẫu luôn cho em này.
số cho em là A4 cho xem hàng ấy, chị ơi, thoải mái đi. A4. Em bán tặng các chị luôn 69.000 con áo này mà A4 ngay vào luôn cho em. Ui dồi ôi các chị ơi, dã man. Hôm nay đụng được cái gì em tặng nó cái đấy. A4 nhá, 69.000 đồng mà A4. Chị nào lấy A4 thì mình chốt ngay cho em. Em nói rồi, em đụng đến cái nào em tặng cho các chị cái đấy thôi. Chứ còn bây giờ bảo em tìm thì thôi, coi như là hôm nay em xả hết hàng hè đi. Hôm nay là một buổi tổng hết hàng hè đó mọi người. A4 giùm em 69.000 đồng, ok chưa? Hàng em chỉ có hàng Quảng Châu, không có hàng may nhá, ok. Hết A4 này. Em ơi đi vứt hết áo phông vào đây cho chị đi. Áo phông em vứt từ trên xuống dưới cho chị nhá. Đây, cái chỗ đấy để đấy á. Vứt từ trên xuống dưới đây cho chị. Coi như hôm nay bán tặng các chị đi. Bộ này nhà mình cũng nhiều đúng không? Bộ này nhà mình còn 100 bộ này. Lúc chiều chốt được chắc được 50-60 bộ. Lúc chiều chốt được 50-60 bộ rồi. Bây giờ em bán tặng các chị luôn nhá. Mã A5 dùm em bán tặng các chị 39.000 thôi. A5 và kèm số điện thoại cho em là 39.000 đồng bộ này. Không nghe nhầm đâu. Bộ này lúc chiều khách nhà em chốt rất là nhiều, nhưng mà em bảo thôi chốt từng đây thôi để khách buổi tối còn chốt nữa. Chứ còn nếu mà buổi chiều là chốt hết rồi. Coi như mã này gọi là bán tặng các chị nho em. Mã số cho em là A5 dùm em nhá, 39.000. Ok chưa mọi người ơi, A5 và kèm số điện thoại dùm em. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư. Mã số cho em là A5. Chị nào lấy A5 thì mình chốt hộ em cái bộ này nhá, 39.000 đồng một bộ. Được chưa các chị ơi? Trời ơi form này, tay bánh bèo dã man như này luôn cho em nhá, mã A3. Chị nào lấy A3 thì mình chốt A3 dùm em là có đơn. A4 62 cân thì mặc hơi chật đấy chị. Cái áo kiểu nhà em chỉ tầm 55 cân là mặc đẹp thôi. Còn chị nào mà size to hơn thì không có áo kiểu, nhà em không có áo kiểu size to hơn đâu. Mã số dùm em là A5 nhá. Ok chưa? Rồi, từng đấy thôi đấy em. Chị nào lấy A5 thì mình chốt A5 cả quần nữa cơ. Nói chung là hôm nay là tổng củ. Còn cái hàng hè gì em đã từng bán qua là em bán tặng hết các chị luôn. Không cần đọc tên đâu mọi người, đơn các chị vẫn ra mà. Đơn mọi người comment đúng mã là nó vẫn ra như bình thường đấy. Nếu mà chị nào mua hàng nên là mình biết rồi. Không cần đọc tên tại vì cái số lượng nó rất là nhiều. Chị em mình cứ comment đúng mã cho em. Mã nào mình thích, ngày mai bên em gọi điện chốt đơn là sẽ có đơn hàng của mình luôn cho em nhé. Mã số giùm em là A5. Chị nào lấy A5 thì mình chốt A5 giùm em, xuất sắc đấy chị ơi. Xuất sắc luôn giùm em mã này luôn, dã man này. Kinh khủng khiếp luôn. Ui giời các chị ơi, chất này. Không thể chê vào đâu được cái set này cho em nhá. Eo 39.000 một cái bộ đồ như thế này. Mã số cho em là A5 là có đơn. Chị nào lấy A5 ngồi xuống em. Chị nào lấy A5 thì mình chốt A5 luôn giúp em nhá. Nhanh tay thì được, chậm tay là hết. Có 39.000 một bộ thôi, về chơi chơi. Áo mặc riêng, quần mặc riêng đều ok. A3 giùm em nhá. Chị nào lấy A3 thì mình chốt A3 có kiểu từ từ. Tại vì chưa có người. Tại vì con với anh ấy đang mắc khiêng hàng rồi. Nên là chưa có ai nên các chị cứ từ từ. Hôm nay tặng hết mà. Hôm nay vừa bán vừa tặng mọi người luôn cho em nhé. Mà A5 dùm em 39.000 bộ này thôi. Ngon lành cành đào 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em nhé. Mà A3, chị à quên A5. Chị nào lấy A5 thì mình chốt A5 dùm em 39.000. A5 vào dùm các bạn dùm em nhé. Ơi, 59.000 em, bộ đấy 59.000 đi. Đây, cái này có 3 cái thôi. Cái này có 3 cái thôi này. Cái này của khách chỉ mà. Em cột cái này đi. Khách chỉ một cột đấy. Đây con này cũng còn ít. Con này là A6 cho em đi. A6 giùm em nhá, form nó bé. Em tặng các chị 20.000 luôn mã A6. Chị nào lấy A6 thì mình chốt A6 giùm em 20.000 nhá. A6 giùm em là có đơn 20k. Bác nào lấy A6 thì mình chốt A6 dùm em 20.000. Cái này em còn size bé lắm, 45 cân đổ về thôi. Hàng Quảng Châu nhưng mà form nó bé. Chị nào lấy A6 thì mình chốt cho em nhá, 20.000. A6 bằng kèm số điện thoại dùm em. Bộ em mặc đã bán đâu, mới về mà. Định hôm nay là xả kho nên là không biết có thời gian để lên hay không. Lên hay không thì cuối buổi mới lên. A6 dùm em nhá. Với giá là 20.000 đồng mã A6. Chị nào lấy thì nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhá, 20.000. Bác nào lấy A6 thì mình chốt ngay. Con này cũng có thế. Con này mình lên luôn cho em mã này là A7 này. A5 em, A5 là bộ đấy. A7 giùm em nhá. Đấy. Như cái chân em. A7 giùm em áo này. Có màu đen và màu trắng. Màu đen và màu trắng áo này form cực kỳ là to, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Em tặng các chị 30.000 luôn. Mã số cho em là A7 nhá. Áo này em đúng em nhập vào em đứng giữa nhà em trước. Em nhập vào 49.000. Lấy số lượng nhiều 49.000 mà bây giờ em bán tặng các chị có 30.000. Mã số trên là A7. Có màu đen và màu trắng này em này.
hàng form cực kỳ là to cho em nhá, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em, không cần bóc đâu các chị ơi. Nhìn hộ em cái con hàng này, được chưa ạ? Không phải hàng may nhá, hàng ở kho, những cái mặt hàng này bảo rồi. Hôm nay nếu mà mặt hàng nào em đã từng bán qua, em sẽ tặng hết cho mọi người luôn. Mã số trên là A7, 2 màu, 30.000 mã A7 dùm em nhá, tặng hết các chị luôn hôm nay. Được chưa? Hôm nay là các chị ơi, bình thường là chỉ có mấy trăm người xem, nhưng mà hôm nay là 550 rồi. Nếu mà mọi người không chốt thì cũng không được nhận quà đâu, nên là các chị cố gắng nhanh cho em nhá. Hôm nay còn cái gì ở kho anh cho em bộ đồ ở đây. Nói chung là còn cái gì ở kho thì hôm nay xả nốt đi. Hàng hè cái gì thì lên nốt cho các chị. Hôm nay em không còn nhiều hàng đâu, còn cái gì vương vấn trần gian em tặng nốt đi. Mỗi chị một cái nhá. A7 dùm em 30.000 một con áo. Sẽ có màu đen và màu trắng. Được chưa ạ? Mình nhận hàng mình cứ kiểm tra hàng cho em không vấn đề gì hết. Mình cứ bóc ra mở hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái nhá. Thì nào đây A7, mình cho A7 dùm em 30.000 đồng. Nhưng mà chủ yếu là màu đen nhiều hơn ấy. Màu đen là nhiều hơn nhá mọi người nhá. Các chị nhận được hàng thì nhớ, các chị nhận được hàng thì cho bên em xin một lời phản hồi nhá. Không chỉ là nhiều bảo em là bán cái giá này chắc là để câu like rồi. Nên là mọi người nếu mà các chị nhận hàng thì cho bên em xin một gọi là xin một lời phản hồi nhá. Và cố gắng là nhớ like bếp và ấn chế độ theo dõi mọi người. Để lúc nào em lên mọi người có thể vào luôn. Tại vì em hay lên bất chợt lắm. Em lên gọi là lên bất chợt, gọi là lên loạn xình ngầu ấy. Có ngày thì em lên buổi trưa, có lúc em lên buổi chiều, có lúc em lên buổi tối, cái thời gian nó không cố định lắm. Nên là các chị cố gắng là mình nhớ like bếp và theo dõi bếp. Để lúc nào em lên mọi người sẽ có thông báo mình vào luôn nhá. A7 giùm em này. Em bán tặng các chị 30.000 nốt đi, mà A7. Chị nào, à quên, A7 cho em, A6 là cái đấy, 20.000. A7 dùm em nhá. Bộ này còn này cái bộ này có ở trên móc không em? Em ơi cái bộ này có trên móc không? Hay hôm trước rửa móc xuống rồi? Cái bộ màu hồng này, còn ở trên móc không? Rửa xuống à? Bộ nào nhiều phải để làm mẫu chứ. Ok bộ này đi. Bộ thô này đi này. Em bán tặng các chị bộ này luôn, hân hoan kỷ niệm các chị ơi. Mã số cho em là A8 nhá. Em bán tặng hết mọi người bộ này luôn cho em đi, 39.000 thôi mà A8. Chị nào lấy A8 thì mình chốt A8 dùm em, 39.000 nhá, tặng hết cho các chị đi. Màu hồng sen dùm em này. Form cân nặng dưới 58 cân đổ về cho em nhá. Mã số cho em là A8, 39.000. Nhanh thì được, chậm là hết. Nếu mà chị nào mà không chốt nhanh thì mình hôm nay không săn được quà nào đâu các chị ơi. A8 và kèm số điện thoại dùm em, 39.000 đồng, ui dã man. 39.000 mà A8, chị nào lấy A8 thì mình chốt A8 dùm em nhá. Nhanh tay thì đường, nhưng mà set em mặc là set mới chứ không phải là hàng sale đâu ạ. Hàng này em mới về, bây giờ em bán cho chị này bảo hàng cũ à. Set em mặc là hàng mới nhá mọi người nhá, chứ không phải hàng cũ đâu. Chị nào lấy A8 thì mình chốt A8 dùm em tặng các chị luôn 39.000, anh mặc bộ em mặc đi. Hôm nay chị nhận được kéo kẻ đỏ ưng quá. Mặc đi làm ai cũng khen, em cảm ơn bác nhá. A8 và kèm số điện thoại dùm em, được các chị khen là em sướng rồi. 39.000 đi. Hôm nay tặng hết các chị luôn đi. Hàng hè còn cái gì đâu, ra đây mỗi chị một cái nó vui. Mà A8 dùm em là có đơn nhá, tặng nốt các chị 39.000 đồng. Chị nào lấy A8 thì mình comment A8 dùm em, xuất sắc luôn bộ này 39.000, 30.000 này. Em muốn được tầm 50 bộ đấy. Nói chung cái màu hồng này nó quá là đẹp, chị em mình mặc ở nhà các thứ đều ok. Chị nào lấy A8 thì mình chốt cho em nhá, 39.000, hôm nay những cái món đồ nó rất là rẻ. Chị em mình tranh thủ mua lấy vài bộ. Mình về mình mặc rồi mình cho người thân, người nhà các thứ mình mặc luôn cho em. Bộ em mặc có 2 size S và size M đấy. Size S là chị em đang mặc là size S nhá, size S dưới 52. Size M chị em mình dưới 54 cân đổ về cho em, có 2 size S và size M. Nhưng mà là hàng mới em mới về nhá, không phải hàng sale. A8 dùm em là có đơn, con nào lấy A8 thì mình chốt cho em là được. Bộ em mặc xinh lắm. Nói chung cái này có kiểu hai kiểu thắt. Ví dụ như chị nào mà eo thon ấy, mình thắt lại đằng sau. Còn eo là em là béo bụng nên là em sẽ thắt cái eo ở đằng trước. Để là thắt cái nơ ở đằng trước để che được cái phần bụng của mình. Chất liệu của nó là vải tơ. Và quần thì có một lớp lót ở bên trong. Nên yên tâm, tí nó có lên cái màu trắng thì yên tâm cho em, nó không bao giờ bị lộ nhá. Quần nó là hai lớp đấy, không phải một lớp đâu, nhưng mà nó rất là mềm. Tại vì nhà này là làm chất vải tơ. Còn chị nào lấy bộ này mình có lên đúng mã này trên là A8 đây. Tặng nước các chị 39.000 đồng nhá. Được chưa? 40 cân đổ lên 55-56 cân. Thậm chí có chị nhà em cái bộ này 60 cân vẫn vừa. Nói chung là tùy chiều cao á, chứ không phải là cái này là tùy chiều cao của mọi người nhá. Được chưa? Em có lên bộ lụa, nếu mà còn hàng em sẽ lên bộ lụa cho các chị luôn. Chị nào lấy A8 thì mình chốt A8 dùm em nhá. Có 39.000 đồng một cái bộ đồ như thế này. Chất thô mềm hàng đẹp cho em nhá. Trời ơi xuất sắc luôn. Bác nào lấy A8 thì mình chốt nhanh luôn cho em bộ này nhá, 39.000 thôi. Rẻ bèo nhèo như tô bún các chị ạ. Xuất sắc. 40 cân đổ lên. Chị em mình có dưới bao nhiêu cân? 58 cân đổ với cho em vô tư mà A8 nhá. Ai lấy A8 thì mình chốt A8 dùm em là có đơn. A8 và kèm số điện thoại dùm em nhá. Nào lên áo phông này. Áo phông này các chị lên cho mãi là A9.
A9 và kèm số điện thoại dùm em nhá, là áo phông này. Bác nào lấy A9 thì mình chốt A9 dùm em. Em bán tặng với chị luôn. Em bán tặng phân phông áo này cho mọi người 29.000 mà A9. A9 và kèm số điện thoại dùm em nhá, 29.000. Chị nào lấy thì mình chốt nhanh, không nhanh thì mình sẽ không có hàng đâu. Nên bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh thôi. A9 và kèm số điện thoại dùm em 29.000 nhá. Bán tặng, vừa bán vừa tặng vừa tri ân mọi người mã này luôn cho em, 29.000. Xuất nói chung là không từ nào mà diễn tả được. Nói chung nó quá là này, có chục cái thôi. A9 giúp em là có đơn nhá. Em bán tặng các chị nốt 29.000 một con phông này. Nhà em không có phông hàng may được chưa? 100% là hàng Quảng Châu luôn các chị. Em bán tặng hết cho mọi người luôn cho em nhá. Mã số trên là A9. A9 giúp em là có đơn. Chị để ý em nó không có cái vậy. Bác để ý xem có phổ vận nhỗ nào không. Hầu như đơn nhà em đều gọi cho mọi người nhé. Để ý giúp em xem có phổ vận nhỗ nào không. Mình ơi, nhớ là để ý giúp em là có cầu quạnh nhỡ nào không để còn biết đường nhá. Chị nào lấy A9 thì mình chốt A9 giùm em. Bộ em mặc các chị lên cho máy là A10, 135.000 một bộ thôi. Quá rẻ quá đẹp. Hai size S và size M, mã A10, 135.000. Bác nào lấy A10 thì mình chốt A10 giùm em nhá, 135. Có size S và size M, S dưới 52, M dưới 54. A10 là bộ em mặc có màu trắng, màu hồng và màu kem, ba màu đẹp nhất. Màu nào rất là xinh. Màu nào cũng xinh, màu nào cũng đẹp luôn. Có 135.000 một bộ đồ, ta dinh ngay một bộ ta về ta mặc. A10 em để một bộ này rồi. Chẳng may là lúc nào đi chơi ấy, hay là đi đám cưới, hay là đi cà phê một tí thôi, mình điệu đà các thứ, mặc cái con này nhá, che bụng được, bụng béo che được, hở được cái phần này. Nói chung là hở được chỗ này, chị nào mà có cầu vai các thứ. Em đang đứng ở bên trái, nó đang ở bên trái tay của em nhá. Đây là bên trái tay của em, nó hở bên tay trái á. Có size S và size M, đây là đưa em cầm đây. Có màu kem, màu trắng, yên tâm là hai lớp nên yên tâm không bao giờ lộ ở bên trong được chưa. Bác nào lấy A10 thì mình cho A10 dùm em nhá. Anh cho em ít áo kiểu với quần này đây, quần đi. A10 và kèm số điện thoại dùm em cầm. Có ít cái bộ linh tinh này, bộ linh tinh cho nó ở đây đi. A10 cho em nhá, 135.000 một bộ. Chị nào lấy A10 thì mình chốt sẽ có hai size S và size M. Đây, quần là hai lớp cho em nhá, không phải một lớp đâu. Yên tâm, chất quần nó rất là mềm. Hai lớp nhưng mà nó mềm ơi là mềm luôn, cho em không hề nóng đâu. Riêng cái bộ này cho em không hề nóng nhá. Có màu kem này, màu trắng cũng là hai lớp. Em thấy bộ này nó rất là điệu ấy chị ơi, điệu đà tiểu thư ấy. Chị em ta lấy về mấy bộ về mà chơi chơi này. Hai lớp cho em nhá, không phải một lớp đâu các chị, nhìn giúp em này. Đây, cái quần này nó còn may vào luôn cơ, chứ không phải là rời đâu. Cái quần này nó còn may vào cơ này. Chị nào lấy A10 thì mình chốt cho em nhá, có màu kem. A10 màu trắng và A10 màu hồng với giá là 135.000 một set mã A10. Bác nào lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy cho em là có đơn nhá. A10 và kèm số điện thoại dùm em. Với giá là 135.000. Có hai size S và size M đấy. Size S là mình dưới 52 và size M là chị em mình dưới 54 cân đổi với cho em nhá, mã A10. Với giá là 135.000 thôi. Bác nào lấy A10 thì mình chốt A10 cho em là có đơn nhá. Ok. Bộ này em Alonso hết cho mọi người đi. Bộ này là A11 cho em này. Hôm nay em bán tặng các chị bộ này luôn cho em nhá. Bộ này em bán tặng các chị luôn với giá này 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Em bán tặng các chị bộ này luôn cho em, quá rẻ các chị ơi. 39.000 mà A10. Bác nào lấy A10 thì mình chốt A10 dùm em nhá. Lấy đủ màu đi em. A11, 135.000, A10. Sang em mã này là A11 dùm em nhá, 39.000 một bộ. Chị nào lấy A11 thì mình chốt A11 cho em. Cái này là chất 3D, 60 cân đổ về vô tư nhá. A11 giúp em là có đơn bộ 3D này. Với giá tặng các chị luôn 39.000 mã A11, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Bộ em mặc là A10. Còn các chị lên đúng mã này chưa là A11 giúp em 52 cân rồi. Size S là chị em mình dưới 52 và size M chị em mình dưới 54 cân đổ về cho em nhá. A11 giúp em là có đơn 39.000 một bộ đồ như thế này. Em có độ từng đây 1, 2, 3, 4, 4 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Và em chỉ có 13 bộ thôi. Bộ em mặc là A10 nhá. Còn các chị cứ lên đúng mã này cho em, bộ này là A11 giúp em. A11 và kèm số điện thoại dùm em nhá. Tặng luôn các chị với giá là 39.000. Em ơi, nói chung nó chất của nó đẹp cực kỳ. Với cả quần sóc chân váy ấy, chân váy còn cái gì mang ra đây tặng nốt các chị một cái đi. A11 giúp em nhá, 39.000 đồng A11. Đây cái bộ lửng này. Bộ lửng này hôm nay em bán tặng các chị luôn. Nhanh tay tay thì được, chậm tay chậm chân thì hết. Mã số cho em là A12. Bộ này mà hôm nay em xả kho cái bộ này cho các chị luôn. 45.000 một bộ mã A12 dùm em nhé, 45.000. Ok chưa? A12 và kèm số điện thoại dùm em. Bộ em mặc là A10 đấy các bác.
Còn mã này chị em mình gói lên cho em, mã này là A12 cho em nhé, 45.000 đồng. Đây, chất quần này, ok chưa ạ? 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về, mã số cho em là A12. 45.000 một bộ dùm em nhé, A12 và kèm số điện thoại dùm em, 45.000. Xuất sắc luôn các chị ơi, còn cái mẫu nào lẻ lẻ áo kiểu đấy, anh cứ mang hết ra đây cho em. A12 và kèm số điện thoại cho em nhé, 45.000 một bộ đồ như thế này, ok chưa? Chị nào lấy A12 thì chốt ngay cho em bộ này, không có nhiều đâu, chị nào mà chậm tay hết có từng đây à? Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, có từng chỗ đây thôi. Chị nào nhanh tay thì mình được chốt, còn chậm tay thì mình thôi, mình không có hàng mã này rồi. A12 và kèm số điện thoại dùm em, 45.000 đồng giúp em nhé, mã A12, ok chưa? Bác nào lấy A12 thì mình chốt em. Đây, bộ này còn có 3 bộ, 39.000 mã A13. Chị nào với A13 thì mình chốt A13 cho em, 39.000 đồng nhá. A13 39.000 này. Đấy, ai lấy A13 thì mình chốt A13 cho em, 39.000. A13 cho em nhá. Đây, váy này. Váy này bán tặng hết các chị luôn đi. Quá rẻ luôn, quá rẻ và có đẹp. Ok chưa? Váy hàng đẹp luôn, mã số trên là A14. Em bán tặng các chị váy này 75.000. A14 và kèm số cho em, 52 cân đổ về nhá, 52-53 cân, ui lệch vai. Chị nào lấy A14 thì mình chốt A14 cho em. Với giá là 75.000 con váy này, xuất sắc cho các chị ơi. Ui con váy này mà đi tiệc, đi đám cưới, người yêu cũ các thứ thì xuất luôn. 52-53 cân đổ về cho em A14. Chị nào lấy A14 thì mình chốt cho em nhá, có lên áo kiểu cho em, 4, bao nhiêu 75.000 một con váy. Chất liệu của nó là vải Vonga. Các chị biết rồi, vải Vonga nó rất là đắt. Em bán áo kiểu cũng thế, nó đắt hơn, nó hình như là hầu như là đắt hơn trong tất cả những cái chất gì mà làm áo kiểu đấy. Chất này quá là đắt luôn cho em nhé. Vải Vonga mã A14 giúp em, 75.000 một con váy này. Ok chưa các chị, em có độ tầm 10 cái. Nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhé. A14 và kèm số điện thoại luôn giúp em, 75.000 một con váy như thế này. Đi đám cưới cũng được. Tại vì cái chất này về là mình phải là lừa giúp em nhé. Cái đèn bộ này mình phải về là lừa đấy. Váy này là phải về là lừa cho em. Mã số trên là A14 cho em, 75.000 được chưa? A14 và kèm số điện thoại dùm em, 75k này. Đây, em có từng đây, size của nó là size M nhá. Chị nào lấy A14 thì mình chốt cho em 75.000 đồng. Quá rẻ và quá đẹp các chị ơi, tội gì mình không lấy một con váy mình mặc hai lớp cho em nhá, không quá hở đâu. Các chị yên tâm mà mặc lên form nó không bao giờ hở luôn cho em này. Dáng váy của nó thì siêu đẹp luôn cho em nhá, mã A14. Bác nào lấy A14 thì mình chốt cho em nhá, có 75.000 một mã thôi. Ok chưa? A14 và kèm số điện thoại dùm em và có đơn nhá, 75.000. Đây lên nóng kiểu cho các chị này. Đây con này còn 3 cái. Con này em còn 3 cái thôi. Mã này chị em mình lên luôn cho em, mã này là A15. Có 3 cái, tặng nốt. Tặng nốt 69.000 mã A15, nhanh tay giúp em. A15 giúp em nhé, hôm nay sale hết mà, 69.000 A15 này. Biết con này đúng không ạ? 115.000 của em. Bây giờ em bán tặng cho chị 69.000 mã A15. Nhanh tay. A15 em có 3 cái nhá, cho chị cái từ bóng tính. A15 giúp em nhá. Em phải bổng nhanh lên đấy, không kịp đâu. A15 giúp em nhá. Em tặng nước với chị luôn, 69.000 đồng, form dưới 55 cân đổ về. Màu này thì quá là tây. Đó em biết bộ này là mã bao nhiêu vậy? 45.000. Mã này đi lên luôn cho em, mã này là A15 giúp em, 69.000, nhanh tay đó chị ơi. Bộ đấy là 39.000. Cái này là A14. Mã này là A15. Đây. Con này còn duy nhất màu đen và một cái màu vàng. Ồ, còn có cái bông hoa tạt cho chả bá 2007. Đúng rồi. Có màu vàng và màu đen. Em bán tặng các chị con áo này luôn, 55.000. Mã số trên là A16. Nếu mà chị nào mua thì biết rồi đúng không? Có vàng và có đen, có hai size M cho em, 55.000 mã A16 ấy. Xuất sắc. Màu đen nhiều hơn, màu vàng có đúng một cái. Chị nào lấy A16 mình chốt nhá, 55.000 đồng hộ em. Nói chung nó đẹp, hôm nay cơ hội chốt của các chị nó quá ít nên là mọi người phải chốt nhanh thì mới có. Chậm tay là không có đâu. A16 thì em có vàng và có đen. Đen nhiều hơn đấy, nên chị nào mà chưa chốt được vàng, mình chuyển sang chốt màu đen cho em nhá. Không đến lúc không chốt màu gì cả, ngày mai mình không bao giờ được cái mã màu nào đâu.
Mình bây giờ em nét vàng mình có thể chuyển sang màu đen. Màu đen mặc rất là sang, dành cho chị nào mà đi làm công sở các thứ các bác, mặc lên siêu sang siêu đẹp luôn cho em. Mã số cho em là A16 giùm em là có đơn nhá. A16 giùm em. Anh cho em kéo rớt vai này đi. Có nấy cơ à? Áo này có cái mã này có từng đây rồi. Cái này em có ít này. Không. Cái này có cả màu hồng đấy. Xinh chưa? Size M. A17 luôn giúp em. A17 ừ đúng không? Không. Ờ, A17 u ơi con áo này 51 cân đổ về em tặng các chị luôn con áo này cho em nhá. 65.000 mã A17. Hàng thiết kế có mút ngực. Ok chưa? 51 cân đổ về 60. Thôi, tặng nữa các chị 65.000 mã A17, em chưa bán bao giờ nhá. A17 dùm em khóa đằng sau, rớt tí một tí rất là xinh que bờ vai của các chị này. Đấy kiểu nó rất rất nhẹ nhàng ấy. Đấy chị nào lấy A17 mình chốt cho em 65.000 đồng. Hàng thiết kế đẹp luôn nhá. Đây, rớt vai cũng được không chị em mình giấu cái dây này đi. Cho cái dây này vào đây. Mặc kiểu trễ vai như thế này cho em cũng được, mà các chị như thế này luôn cho em ok. A17 cho em nhá, 65.000 có mút ngực đầy đủ. Ok chưa các bác? Chị nào lấy A17 mình chốt nhá, 16 em hết hàng rồi. Chuyển sang cho em mã này là A17, không là cũng hết hàng luôn, có từng đây. Có cọc này thôi, 65.000 mã A17 cho em này, có 1 2 3 4 5 6 7 8. Có 9 cái, nếu mà các chị không nhanh thì cũng không có đâu. Mình mà không chốt nhanh là người ta chốt hết. Tại vì bao giờ mà được rẻ cái giá này, áo này mà bán 65.000 mà có sai. Con này là size M cho em nhá, 51 cân đổ về vô tư. Mã số cho em là A17. Chị nào lấy A17 thì mình chốt A17 cho em. 65.000 một áo cho em nhá. A17 có mút ngực, bộ em mặc là 135.000. Mã số là A10. Còn chị nào lấy áo đấy mình chốt luôn cho em mã này là. Đây cho em. A17 cho em nhá. Đây. Áo này cũng còn có duy nhất màu đen. Em bán tặng các chị luôn áo này luôn cho em này. Mã này đi lên luôn cho em mã này là A18 ạ. Đang bán là 115.000. Bây giờ em bán tặng nữa các chị chỗ áo này nhá. Em còn từng chỗ đây. Duy nhất màu đen em bán tặng các chị nốt. 69.000 mã A18. Nhanh tay các chị ơi. Nhanh. Nhanh tay thì được, chậm tay là hết các chị ơi. Nhanh tay. Khẩn trương nhá. Ui em nói thật, nó quá là xinh. Hàng Quảng Châu của em đây các chị. Hàng Quảng Châu của em nhá, không phải hàng may đâu ạ. Chị nào lấy A18 thì mình chốt hộ em ạ. 69.000 đồng mã A18 các bác ơi. Em nói thật là nó quá là sang các chị ơi. Sang cực kỳ là sang rồi. Cái mã này nó siêu sang, không phải là sang nữa các chị ơi. Ok chưa ạ? Chị nào mặc con này cho em 54 cân đổ về vừa nhá. Bác nào hôm trước mua 115.000 là biết A18 đây. A18 thì đây là có đơn nhá. Đây. Ơ con này còn có từng mấy cái nữa à? Ok. Con này tặng nốt. Con này có mấy cái này thôi ạ? Con này là A19 đi. 49.000 đi. Có màu vàng và có màu nâu này. A19 giùm em nhá. 49.000 mà A19. 51 cân đổ về cho em. Xuất sắc luôn, tay bồng. Chị nào lấy A19 thì mình chốt luôn cho em mã này nhá. A19 giùm em. Bác nào lấy A19 thì mình chốt A19 giùm em nhá. Với giá là 49.000 đồng có kẻ vàng và kẻ nâu. Mình lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy này. Hết hàng luôn này, A19 này. A18 69.000 này. Mã này là A20 đi. Mã này là A20 cho em nhé. Hơi nhăn một tí xíu không sao. Mình về mình là lượt các thứ là ô tờ ke ngay. Con áo này em bán tặng các chị 45.000 mã A20 có duy nhất màu kem. Chị nào lấy A20 thì mình chốt nhá. A19 em hết hàng. Sang cho em mã này là A20 này. A20 và kèm số điện thoại giùm em nhá. Nói chung là cái mẫu nào hôm nay thì cũng bán tặng hết. Ok chưa? A20 giùm em 45.000. Chị nào lấy A20 thì mình chốt A20 giùm em nhá. 45.000 đồng này. Đã man. 52 cân đủ về cho em vô tư mã A20. Nhớ là chia sẻ livestream nhá, không chia sẻ livestream mà tính bên em không in đơn được đâu. Ui em nói thật nó quá đẹp các chị ơi, cột nó sau. Mặc dáng hoặc là baby doll nhá, đi làm các thứ đều được. Tại vì bỏ túi nên nó hơi nhăn thôi. Nhưng mà cái này về chị em mình giặt các thứ đi này. Con này vẫn đang bán là 110 mấy đấy. 115.000 bây giờ em bán tặng hết các chị 45.000 đồng thôi. A20 và kèm số điện thoại giùm em nhá. Form dáng mặc đẹp. Dáng của nó là baby doll. A19 em hết hàng rồi. Chuyển sang cho em mã này là A20 nhá. Bác nào lấy A20 thì mình chốt. Con này còn nhiều không anh ơi? Con này còn màu kem à? Còn chỗ đây cơ à? Không, màu kem đang còn màu trắng. Còn mỗi màu kem này thôi hả? Đưa cái bảng này cho em. Tặng nốt con này đi. Còn màu kem là tầm bao nhiêu cái? Màu kem đến màu trắng rồi. Màu trắng còn bao nhiêu cái? Kem còn 30 cái. 40 cái à? Tặng nốt.
4444. Cái mã này còn màu kem và màu trắng là 21 giùm em. Thanh tay. Màu trắng còn ít, màu kem còn nhiều. Em bán tặng các chị luôn nhá. Màu kem còn 40 cái. Màu trắng còn từ nay em bán tặng các chị luôn hôm nay con áo này cho em. Em bán tặng con áo này cho các chị nhanh tay này. A21 giùm em nhá. 59.000 đồng có size S và size M. 59.000 mã A21 có màu kem và màu trắng. Mã số trên là A21. Trong đó màu kem nhiều hơn, màu trắng ít hơn. Có hai size S và size M. S là dưới 48-49 và M là dưới 51 cân giùm em nhá. Mã số cho em là A21. 59.000, hai size S và size M. Chị nào lấy size nào thì mình có men size đấy giùm em. 19 em hết hàng rồi, 20 cũng hết. Size cho em mã này là A21 giùm em. Con này nói chung em mặc là nó quá là xinh. Hai size S và size M cho em hàng mắc hàng nhá. Có S và có M, chị em nào mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em. Có size S và size M. 59.000, S là dưới 48-49 này. M chị em mình dưới 50-51 cân đổ với cho em nhá. A21. Chị nào cho chị mình cái máy bớt. Chị nào lấy 21 màu nào mình chốt cho em nhá. Tả nốt các chị 59.000 đi, rẻ quá rồi. Đây cho chị mở cái máy ở trên bàn á, cái máy Oppo đấy. Bác nào lấy A21 thì mình chốt 21 giùm em nhá. 59.000 đồng. Em có ít thôi mà. Màu kem thì có 30 cái, màu trắng có 10 cái. Tả nốt cho các chị luôn này. Chị nào lấy A21 thì chốt A21 giùm em nhá. A21 giùm em là có đơn nhá. Tả nốt cho các chị mã này luôn cho em với giá là 59.000. Ai lấy A21 thì mình có mail là A21 dùm em 59.000. Có mỗi hôm nay là chiên thôi nên là nếu mà chị nào không mua được thì hơi tiếc nhá. Nên là các bác cố gắng là chốt nhanh nhá. Nếu bác nào mà hôm nay không mua được là hơi tiếc nha mọi người nhá. Đấy, mã số cho em là A21. Chị nào lấy A21 thì mình chốt là A21 dùm em nhá. Tặng các chị luôn 59.000. Cái này có ít thôi nên là bác nào chốt nhanh được thì mình chốt thôi. Em gọi là em chiên mỗi tối nay thôi nên là chị nào nhanh tay thì được. Mà mình chậm tay thì không có quà đâu nhá. Đây là vừa bán vừa tặng các chị rồi, 59.000 giùm em. Mã số trên là A21. Thực sự cả năm mới có một lần này. Từ đầu năm đến bây giờ em mới chiên cho các chị lần này đấy. Nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn cho em nhá. A21 giùm em 59.000 này. Bác nào lấy A21 thì mình chốt A21 giùm em nhá. Nhanh tay 59.000 đồng. Trời ơi. Trời ơi chị ơi, hôm nay đóng hàng. Hôm nay đóng hàng sắp mặt luôn. Sáng mai em gửi sớm luôn cho chị. Hôm nay đóng hàng không kịp thở đấy. Hôm nay lên em mới lên xong, sáng em gửi sớm qua luôn nhá. Thế nên em còn 3 cái này. Em tặng luôn cho các chị luôn. Mã số cho em là A22. Cái này em có 3 cái thôi. Chị nào lấy A22 thì mình chốt A22 dùm em nhá. Mai em gửi nhanh luôn cho chị đi. A22 dùm em này. Đây chị Hương Giang. A22 dùm em, áo này em bán tặng các chị luôn 59.000. Có màu kem và màu ruốc nhá. Chị nào lấy A22 thì mình chốt cho em. Nhanh tay các chị ơi. Với giá tặng các chị luôn, với giá là 59.000. Có màu kem và màu ruốc. Trời ơi, tay dài vải Vonga của tôi đây. Nào các chị ơi, A22 dùm em nhá, có 3 cái. Chị nào nhanh tay thì được, chậm tay là hết. Bộ màu đỏ này chị lên cho em nhỉ? Chưa lên đúng không? À lên rồi đúng không? Ê, anh ra cho em cái bộ màu trắng đi. Này, bộ này thì cồn luôn vào em. Bộ này cồn luôn mấy cái cọc đấy thôi. À, bộ thứ tư nhà mình còn màu đỏ này thôi ạ. Còn 3 bộ màu đỏ thôi ạ. Bộ này hết chưa? Xem hàng này ở đâu vứt hết ra đây đi. A20. Sao em bán này là A20? A20 mấy nhỉ? A24 đúng không? A23 đúng không? Còn 3 bộ này. A23 còn 3 bộ. Bộ tiểu thư cho em nhé. Mà A23 A23 45.000 đi. Chị nào lấy A23 thì mình chốt A23 cho em 45.000 đồng. A23 và kèm số điện thoại giùm em nhé. 45.000 bộ tiểu thư cho em, bộ tiểu thư màu đỏ này. Em còn 3 bộ nhé. Chị nào lấy A23 thì mình chốt cho em nhé. 45.000. A23 với em là được. Đây bộ này tặng nốt. Bộ này tặng nốt đi. Bộ này mình lên luôn cho em này là A24. A24 màu đen, A24 màu đỏ. Tặng nốt cho các chị bộ thể thao này luôn. A24 giùm em nhá. Bộ này em tặng nốt các chị 59.000 A24, nhanh tay. Nhanh tay thì được, chậm tay là hết luôn cho em. Nhanh tay các chị ơi. Cơ hội ngàn năm có một mà A24 xuất sắc. Không lấy là một sai lầm của các chị luôn nhá. Có đen và có trắng này. Chị nào lấy A24 thì mình chốt giùm em nhá. Đen nhiều hơn trắng. Tỷ lệ của màu đen là nhiều hơn màu trắng. Chị nào lấy A24 thì mình chốt luôn giúp em nhá. Bộ em mặc còn, bộ em mặc là A10, 135. Còn cứ lên cái mã này cho là A24.
Thực sự là chị nào mà nhanh thì được, chậm là hết thôi. Hai màu đen và màu trắng nó khác nhau ở mỗi cái áo. Có nghĩa là áo có thể là màu trắng, áo có thể là màu đen, nó chỉ khác nhau ở mỗi cái áo thôi. Còn về phông quần thì nó giống nhau cho em nhé, không cần giữa phông quần với cái màu đen cũng được. Đây cái màu đen cho em này. Tommy xì nhau luôn cho em như này luôn nhá. 59.000 một bộ. Bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh nhanh tay thì được. Bộ đấy 5 cái đấy 59.000 này. A24 dùm em, xuất sắc. Hôm nay chị nào mà không tranh thủ mua được cái màu sản phẩm nào nó hơi đáng tiếc đúng không? Chị nào lấy A24 thì mình chốt dùm em, xuất sắc chưa? Quá đỉnh như này luôn cho em nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái, cứ mở hàng ra kiểm tra hàng cho em, hàng ok thì mình lấy hàng cho em, không sao hết. Ok chưa? A24 và kèm số điện thoại luôn giúp em. Trời ơi các chị ơi, quá đẹp luôn nhá, không bao giờ hết đâu kiểu. Ok chưa? Lên lần lượt, lên là gọi là lên theo thứ tự các chị nhá, không phải là cứ lên áo kiểu là lên áo kiểu một hồi, được chưa? Chị nào lấy 24 thì mình chốt 24 dùm em. Quá xinh nhá, nhớ lên đúng mã cho em nhá. Comment các chị ơi, nhớ hiện lên biểu tượng người chia sẻ livestream nhá. Nếu mà không chia sẻ livestream thì bên em sẽ không chốt được đâu. A10 là sẽ bên tay trái mọi người. A10 là sẽ bên tay trái của em nhá, tay trái. Các chị nhìn gì giống như nó là tay phải nhưng mà thực ra nó là tay trái nhá. Nó bị lệch đấy. 45.000 em. Một cái này 65.000. 65.000. À đâu, cái đấy là 55.000. À đây là 55.000. Rồi. Vào luôn, cho cái đấy vào đây đi. Cái đấy em mặc canh. Chị nào lấy A24 thì mình chốt cho em nhá. Không, quần bọc không có. Rồi bộ này còn mấy bộ tặng nốt này. Bộ này còn mấy bộ em tặng nốt các chị luôn này. Ok chưa? A25 dùm em nhá. Em tặng nốt các chị bộ này luôn cho em 35.000 thôi. Mà A25, chị nào lấy A25 thì mình chốt 35.000. Không, bộ đấy 59.000 thôi. Chân váy. Chân váy 99.000 nhà mình nhá. Chị nào lấy A25 thì mình chốt cho em nhá. 35.000. Cái áo đang trong một cái quần ấy. A25 dùm em. Chị nào lấy A25 thì mình chốt A25 dùm em nhá. Nhanh tay thì được. Hết hàng luôn này. A25. Cái này còn 30 cái. Tặng nốt. Còn đúng 30 cái dích rất tay. Con áo sập phong cách A26. A26 dùm em con áo rất tay này. Khi nào lấy A26 thì mình chốt A26 dùm em nhé. A26 dùm em là con áo này. Ừ, 25 đi. 26 không xả hết, 59.000 thôi. Còn bao nhiêu hàng hè vứt nốt ra đây. A26 dùm em nhá. Cái này bán tặng các chị luôn, 29.000 con áo sập phong cách. 29.000 đồng 60 cân đổ về mã A26. Chị nào lấy A26 thì mình cho A26, không xét hết người, tôi chuyển nó xanh mơ. Con váy style, con áo style. Bộ em mặc 135. Quá đẹp, bộ này người ta đang buôn 160 đấy. Nhà đấy đang buôn 160 cái bộ này các bác nha. Bộ em hoặc nó đang buôn bán buôn ở ngoài chợ là 160 đấy. A26 dùm em là con này. Ok chưa? Người ta đang bán buôn ở ngoài chợ Ninh Hiệp là 160.000 hàng thiết kế. Và bộ này chỉ có một nhà. Nói chung là tùy từng nhà nó sẽ may theo kiểu phong cách khác nhau. Có bộ nhà thì nó sẽ rích rắc ở đây. A26 dùm em con áo này, 29.000 nhá. Siêu bèo siêu đẹp luôn, hôm nay bán tặng hết các chị luôn mà. A26 dùm em, nói chung là nó kiểu phong cách như này. Chị nào lấy A26 thì mình chốt cho em nhé. Rớt vài tí, bộ em mặc là A10. Sẽ có màu kem này, A10 màu trắng và A10 màu hồng với giá là 135. Còn bác nào lấy thì bình luận luôn cho em mã này là A10 giúp em. 26. 29.000. Bộ em mặc là 135. Còn bác nào lấy A26 thì mình chốt A26 dùm em nhé. Siêu đẹp siêu bèo luôn các chị ơi, nhìn cái tay của nó là tay rớt vai như này luôn cho em. Ok chưa? 29.000 mà A26. Chị nào lấy A26 thì mình comment là A26 giùm em nhá. 29.000. Cái này em có 30 cái thôi. Nên bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn nhá. A26 và kèm số điện thoại giùm em nhá. 39.000 đồng. À quên, 29.000. Chị nào lấy A26 thì mình chốt luôn cho em là được.
chốt luôn cho em nhá. Các bác nào mà chạy tay chậm tay là hết hàng đấy. Bộ em mặc 135 nhá, mã A10. Còn cái này mình lên luôn cho em, mã này là A26. A26 giùm em nhá. Đây. Cái áo này này, áo này là áo lưới. Nó có đủ màu. Áo này mình lên luôn cho em, mã này là A27. Có chị nào mà nhận được áo ren này nhà em chưa? A27 giùm em màu trắng. A27 màu đen. A27 màu đen. A27 màu kem. Áo này em chiên hết các chị luôn, A27 giùm em nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nói chung là có 20 cái tặng nốt 39.000 mã A27. A27 giùm em nhá, tặng nốt 39.000 mã A27. Lấy A27 thì mình chốt A27 giùm em. 39.000 đồng. Mặc đẹp lắm, nếu mà mình thấy hở quá ấy, mặc cho em thêm một kéo bra ở bên trong. Nếu các bác thấy hở quá, mặc cho em thêm một kéo bra ở bên trong là OTK nhá. Mã số cho em là A27, 39.000, bộ em mặc là 135. Nói chung cái chất ren này nó quá là mềm, ai cũng có thể mặc được luôn cho em nhá. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em, nhớ là chia sẻ livestream nhá. Không đến lúc ngày mai mình không có đơn, mai tất cả đơn chỉ đi em hết em nhá. Con nào bảo dồn đơn thì xả ra đi, không để nhiều dồn nhiều như thế đâu. Hôm qua chị bóc lên nhiều cực kỳ á, mấy con từ đời lâu rồi đấy. A27 giùm em nhá, 39.000 mã A27. Chị nào lấy A27 thì mình chốt luôn cho em 39.000 này, xuất sắc chưa? 39.000 một con áo ren như này. Nhà em là hàng Quảng Châu nhá, cái này là hàng Quảng Châu, không phải hàng may đâu. Không phải hàng may không bao giờ nó lên được cái form như thế này. Chị nào lấy A27 thì mình chốt cho em nhá, 65 cân vẫn bận vừa các chị ơi. 65 70 cân thoải mái, 65 cân đi. 65 cân đổ xuống cho em nhá, có lay váy tí nữa xả váy cho các chị luôn. A27 39.000. Cứ lên đúng mã cho là có đơn. A27 màu kem. A27 màu đen này. Và A27 màu kem cho em nhá. A27 màu trắng. Với giá là 39.000 đồng giùm em. 40 cân đổ lên. Chị em ta có dưới 60 60 65 cân đổ với cho em vô tư. Em bán tặng luôn các chị 39.000 nhá. A27 giùm em là được. Màu nào cũng đẹp các chị ơi, đen rồi kem rồi trắng này. Nói chung màu nào mặc đây cũng rất là xinh. Bộ em mặc là 135 nhá, mã A10. Đây các chị đâu? Nó sang như thế này luôn cho em nhá. Ok. Ôm nu và đen. Có một cái đen thôi chị Hương Giang ơi. Có một cái đen này, chị Hương Giang này. Nhưng mà còn lấy trắng cho em đi, còn mỗi màu nu thì không bán được tại vì bán kèm nhá. Rồi lên luôn cho em mã này là A28. Màu kem á, chị ấy ôm màu kem, không lấy màu trắng. Chẳng còn đâu, cái này còn ít mà. 39.000. A28 giùm em, 39.000 nốt này. Cho chị kèm, bứt cho chị cái màu ruốc ấy. 39.000 mà A28 nhá. Chị nào lấy A28 thì mình chốt A28 giùm em, 39.000. Con này chị em mình dưới 48 cân thôi. Chị Hương Giang 27, chị lấy màu trắng hả? A28 giùm em, 39.000 đi. Có mỗi màu. Đặt hàng 1 tháng rồi mà chưa nhận được thì chắc chắn thì không có hàng rồi. Làm gì có chuyện ship ở đâu mà 1 tháng chưa nhận được hàng bác. A28 giùm em nhá, 39.000. 48 cân đổ về giùm em mã A28 ạ. Có màu ruốc và màu hồng. Bộ em mặc là A10, 135 nhá. Còn các chị cứ lên cho em mã này là A28 giùm em. Xuất sắc chưa? Quá rồi. Nhanh tay nhanh tay. Chậm tay là không có hàng đâu. Bác nào hôm nay chậm tay mà chưa chia sẻ live truy là ngày mai không có đơn đâu ạ. Chị không comment mã, chị ấy comment là mình ôm thôi. Nhưng mà lưu ý giúp em là chị nào không chia sẻ livestream ngày mai không có đơn nhá. Bên bếp đừng bảo em là vì sao mà em không được trước. Tại vì hôm nay là giá là đã gọi là tri ân rồi. Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream giúp em, tương tác bằng cách là mình qua bếp. Ví dụ như là mình đi qua ngang shop nhà em chẳng hạn này, mình cho em xin một nút like. Có ngày mai có nhận đơn hết. Nếu mà các chị qua shop nhà em thì có thể cho em xin một nút like này, một nút chia sẻ livestream hoặc là một cái nút theo dõi để lần sau bên em gọi bên em lên mọi người có thông báo để mình vào luôn, tại vì em like giờ nó không theo cố định nhé, kiểu thích là like thôi. A28 giùm em nhá, 39.000. Chị nào lấy A28 không, tất cả ngày mai đơn đều đi hết nhá mọi người. Ngày mai tất cả đơn nhà em đều đi hết. Còn nếu mà chị nào mà dồn thì nhà em xả đơn từ khách xỉ đến khách lẻ nhá mọi người. Ngày mai nhà em sẽ cho đi đơn hết. Nếu mà người bảo dồn đơn hay như thế nào thì em sẽ bỏ đơn nhá mọi người. Ok chưa? Mã số cho em là A28 giùm em này. Chị nào lấy A28 thì mình chốt giùm em nhá, 39.000. Lưu ý giùm em là như thế.
ngày mai em sẽ cho công làm đơn hết. Nếu mà chị nào bảo dồn đơn thì em sẽ không dồn được đâu. Dồn đơn thì đồng nghĩa với mọi người là xả đơn nhá, thì em sẽ xả đơn tối mai lại xả tiếp hai hôm nay, và nếu mà ngày mai còn hàng thì ngày mai sẽ xả, không thì sẽ lên hàng khác, được chưa mọi người? A28 giùm em nhá, chị nào lấy 28 thì mình chốt là được. Bộ này này tặng luôn cho các chị đi, còn mấy bộ ngố, bộ này các chị lên luôn cho em mã này là, bộ này mình lên luôn cho em mã này là A29, bộ này là A29 nhá. Đây mai, tại vì hai hôm nay công nó bận nên là em thì bận like nữa nên là chưa có thời gian mới lên được mấy chị lấy nhị lấy gọi là lâu lâu rồi ấy, còn mấy chị mới lấy ở đây thì em đã lên được đâu. Mai nhá, mai tất cả các chị đều có build yên tâm. A29 dùm em. Đây, em bán tặng cái bộ này cho mọi người luôn, 39.000 bộ ngố được chưa? Chị nào cho em xin ống nút, may tắt nút nhỉ. A29 dùm em nhá, 39.000. Ôi trời ơi, cái bộ ngố mà bán tặng cái giá như thế này thì hỏng rồi. Các mặt hàng này bên em đã sale lại nó không xỉ nhá các không chị. Không xỉ nhá mọi người. Chị lưu ý giúp em ạ. Cả quần lông côm này. Uống mà tôi cả bụng rồi. Uống nước nó phình ra, cơ thể nó hấp thụ nước. Đó. Bộ em là A10, 135. Còn bộ này mình lên luôn cho em này là A29, 39.000. Đem mấy quần lông côm đây, xem còn hàng thì mang nốt lên đây. Cái này cũng còn mấy cái, 4 cái. Tặng nốt, phông nữa, phông này tặng nốt đi. Hàng hè hôm nay có cái gì, mang nốt. Đấy, hôm nay em lên muộn quá ấy chứ. A30 tặng các chị 30.000. A30 có 4 cái. A30 cho em nhé. A30 và kèm số điện thoại cho em có 4 cái thôi. Mã A30 30.000. Chị nào lấy A30 thì mình chốt A30 cho em. Bà lại có thấy tôi phát, gọi tôi phát để tôi biết. À, có thấy chị màu mè nhá. Thấy từ lúc trưa mà. A30 dùm em. A30 dùm em là có đơn nhá. Tặng luôn các chị này 30.000. A30, à anh ơi cho bài tối nay xỉ vẫn nhạc bình thường nhưng mà bên em không giảm lại cho các không xỉ rồi, em lỗ rồi đấy, em xả kho rồi. Em xả kho hết để từ ngày mai này em bắt đầu chuyên đóng kiểu cho mọi người nhiều hơn. Nên là mọi người cố gắng là mình lấy nhá, A30. Làm gì? Hàng tàu thì chưa về, thôi tụi em buồn lắm. Không biết là về nó có chỉ bán mùa hè không chứ. Tôi cho chị một cái lơ kéo. Bao nhiêu tiền này? Này lưới một tí rồi. Hả? Chị đấy là tuyển thêm người à? Chị đấy là đóng hàng à? Đóng hàng dài. Chắc là em gái hay là đứa khác xuống, anh ấy sẽ xuống xem. Mã này là A30 đúng không? A31 này. A31 nhá. Bộ em mặc là A10 135. A31 giùm em. Phòng này hơi to ấy, 70-80 cân vẫn vừa. A31 giùm em. Tặng luôn các chị đi. A31 giùm em nhá. 40 đến 60-65 cân đủ với cho em A31 này. Không nên sân em đâu. A31 dùm em nhá. Tặng luôn cho các chị luôn này. Nó có, nói chung là nó có từng cái. Có thể là cái phông to, có thể là cái phông bé luôn cho em nhá. A31 30.000 luôn. Có màu đen và màu trắng nhá. Nói chung là chị nào mà thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. A31 dùm em 30.000 A31. Chị nào lấy A31 thì mình chốt A31 dùm em 30.000 này. Có màu đen và màu trắng nhá. Đây có loại bé hơn, có loại dáng dài, có loại không trùm mông rồi. Có loại đầy đủ cho em như thế này. Mình thích màu nào mình chốt 30.000 một con áo không các bạn, như này. Các chị nhặt hàng mai báo các bạn tư vấn kỹ cho mình nha chị. Có cả dáng dài đấy. Sợ mấy chị về bảo là không mặc được. Dáng dài rồi các thứ ấy mọi người. Không, bây giờ em không bán hàng len. Bây giờ đến chắc là về nửa tháng nữa hoặc đến tháng 8 em mới bắt đầu bán hàng len cho mọi người. A31 dùm em nhá, 30.000 đồng A31 này. Chị nào lấy A31 thì mình chốt A31 dùm em 35.000. Ôi dồi ôi, rẻ quá. Những ngày của cuối tháng 7 tập trung rẻ như bèo á chị ơi. Đây quần lông côm này, quần lông côm nhá, lông côm đủ các size. Sao chân máy lại lạc bầy trong quần này.
đây quần lông không, kim hạ quần, quần rồi chân váy rồi đầy đủ các thứ này, tặng mỗi chị một cái A32 cho em nhá. Đây A32 dùm em. Ok, cho A32 có quần ngố này, có cả quần đá này, có quần bo, quần dài. Nói chung nó rất là nhiều quần đây, chủ yếu là quần ngố nhá. A32 dùm em. Chắc cái này là nhiều quần ngố đấy. Đây, chị nào lấy A32 thì chốt A32 dùm em nhá. A32 luôn giúp em này. Đây chủ yếu là quần ngố và quần dài. Em bán tặng các chị luôn nhá. 40.000 một quần mã A32, 55 cân đổ về cho em vô tư. Cả ngố, cả dài, thiên hạ, nói chung là nó lôm cơm lụa xì ngầu đấy. À thế à? A32 dùm em, không để ý. Đây có cả quần dài này. Nói chung là ngày mai mình thích quần gì mình bảo. Nếu mà thích quần ngố, thích quần ngố thì mình chốt quần ngố. Mà thích quần dài thì mình chốt quần dài với em được chưa? Mình thích quần gì ngày mai mình bảo các bạn nhà em là được. A32 dùm em. Ngố này. Rồi chân váy này. Ôi trời ơi. Cái mã này em A26. Mã này là A26 này. A25. A20. Thế đây mã này là 26. Anh móc bộ lanh đi, bộ lanh thái đi. Sang thêm mã này là A33 bộ này. 45.000 A33. A33 45.000 này. Chị nào lấy A33 thì mình chốt A33 cho em nhé, 45.000 đồng. A33 và kèm số điện thoại dùm em, 45.000 mã A33. Ai lấy A33 thì mình chốt hộ em bộ này nhé, 45.000 hết, A33 dùm em. Nhanh tay thì được, chậm tay. Cái mã này bán rồi. Cái mã này đấy, mình còn lợn đấy. A30 đấy. A33 dùm em nhé. A33 và kèm số điện thoại luôn dùm em các chị ơi, 45.000 cái bộ này. Quá rồi. Em thấy các chị hôm nay mua toàn mua gọi là có mấy chục nghìn, cao nhất thì chắc được, cao nhất là bao nhiêu tiền? Cao nhất mua hàng sale được có 50.000 đồng. Từ 50-60.000 là có những cái mặt hàng nó quá là đẹp rồi. 45.000 đồng A33 dùm em bộ này nhá, không có nhiều đâu. Nên chị nào mua thì mình phải chốt luôn đi, không là ngày mai không có đơn đâu. Ngày mai nhớ là chia sẻ live stream cho em nhá. Cần lắm một lần chia sẻ live stream của mọi người hết hàng luôn mà A33 cho em này. 45.000 lưu ý tất cả các chị nhá, chị nào muốn lấy xỉn em không, ngày mai em không giảm được đâu, tại vì cái giá này là quá rẻ hơn cả là giá xỉn rồi ấy. Giá xỉ nó còn đắt hơn. Giá xỉ đợt trước phải với em bộ này 70-80.000 đợt đầu nó mới ra ấy. Còn lần sau nữa thì phải 60.000 giá xỉ này rồi, mà bây giờ có 45.000 một bộ. Không, đợt trước phải bán 65-69. Xỉ ra là 55-50 mà bây giờ bán có 30.000 một cái áo phông. Ôi giời ơi. Bộ em mặc là 135 mã A10. Rồi, bộ em mặc là 135.000 mã A10 cho em nhá. Rồi, lên luôn cho em mã này là A34 ạ. Áo con hổ này. Em tặng các chế về mặc nốt 35.000. Đây, mã số trên là A34 đấy. Em nói trước không, nhiều chị lại bảo mai. Em ơi, không xỉ à. Anh ơi, có cái quần ngố ấy. Cái quần ngố sọc sọc ấy này. A34 dùm em nhá. Tặng nốt các chị luôn A34. Bao nhiêu tiền ạ? Với giá này 35.000 một con áo phông nhá. Ôi em nói thật, mua về mặc đôi, mặc thư công biết ai là mua. Phí xiết thì em một đơn là 30.000 một cái. Một cái thì em không đi đơn. Nhiều chị là bảo là một cái phí 30.000 mất công chị mua nên một cái em không đi đơn. Nhà em đi đơn từ hai sản phẩm nhá. Nên là chị nào hân hoan thì mình chốt và không cho dồn đơn. Đơn của ngày nào đi đơn ngày đấy, chứ nhà em không có dồn đơn từ ngày này sang ngày kia đâu nhá mọi người. Nên là các chị cố gắng là trong một buổi tối chốt hai đơn giúp em, tại vì ngày nào nhà em cũng like 2k, có khi là 3k ấy. Nên là mọi người thông cảm là chốt đơn giùm em nhá. Được chưa ạ? Được chưa? 35.000 này, hàng Quảng Châu của tôi đấy. Không phải hàng may đâu mà lo nhá, toàn hàng Quảng Châu đẹp chứ không phải hàng may đâu. Phong nhà em thì không có hàng may luôn. Được chưa các chị, nhìn giúp em này. A34 giùm em nhá, hết luôn nhá. Chị nào lấy 34 thì mình chốt. Quá rẻ rồi, hôm nay còn không tranh thủ mua thì đến hôm nào mới mua. Đây lên cái bộ lanh này. Bộ lanh thái này. Ôi nó nhiều màu lắm. Dơ màu thì sắc hết cả móc.
Đây bộ lanh thái cho em này. Mã số là A30 A35 nhá, bộ lanh thái 45.000 một bộ luôn, A35. 35.000. À đấy đợt trước tỉ ra 55.000 rồi đấy. A35 dùm em 45.000 này. Ôi dồi ôi, rẻ quá, rẻ hơn cả giá nhập đó chị ơi. Bộ lanh thái dùm em nhá, mặc sướng. Mặc sướng cực kỳ luôn à. Ok chị thống nhất luôn. A35 dùm em 45.000 một bộ đồ, bộ lanh thái. Ôi em nói chứ không là nó nhiều màu lắm ấy các chị. Màu nó nhiều dã man và đặc biệt cái này không nhăn nhá. Em là bảo mọi người làm bảo hành đi đâu bán bộ lanh thì phải bảo các chị làm, chị ơi vải này không nhăn đâu. Yên tâm cho em nhá, cứ về mà giặt nhanh nhá. Giặt nó mà bị nhăn á, inbox ở trong bếp luôn giúp em. Ngày nào em cũng lên, ngày nào cái mặt em cũng chai mặt lên cái Facebook hết cả các chị. Nên là mình có vấn đề gì mình cứ inbox tin nhắn. Ok chưa? Cái này là mình áo, áo em có lên, bây giờ lên luôn. Xong mã này lên một mã quần rồi sao lên áo này. A35 em nói thật nó có nhiều áo kinh khủng. À có rất nhiều màu ấy. Em cũng có một bộ này em mặc đi ngủ này, mát cực kỳ. Ôi nó nhiều màu lắm, màu nào cũng có ấy. Màu nó gọi là ngày mai chị các chị cứ bảo chọn là em ơi chọn cho chị màu tối này, em ơi chọn cho chị màu sáng, hay là em ơi chọn cho chị các thứ như thế nữa. Thì mình cứ bảo nhân viên nhà em, ok chưa? A35 nhá, bây giờ em không móc từng cái nó nhiều màu lắm. Em nói em theo cả chứ. Cái bộ nào mà nó nhiều màu như cái bộ này này. Nhiều màu cực kỳ đây. Những cái hoa hòe lá cành như thế này rồi. Mình chọn màu nào mình chốt 60 cân đổi về cho em vô tư nhá. Em này. Em mặc một bộ. Mẹ em mặc một bộ em thấy bỏ mày giặt vô tư mà. Giặt 3 4 lần nước rồi không sao hết. Mặc nó vẫn mát, thực sự là cái vải lanh này nó không bị nhăn. Yên tâm cho em là không bị nhăn. A35 và kèm số điện thoại cho em bán tặng hết các chị. Có thể là mình bảo em ơi chọn cho chị màu tối. Phong này 60 cân đổi về cho em nhá. Bộ em mặc là A10 135.000. Em ơi chọn cho chị màu sáng hay là em ơi chọn cho chị cái màu như thế nào đấy. Thì nhà em sẽ chốt cho mọi người luôn. Tại vì bộ này em nó mặc mát lắm. Em có một bộ này em mặc rồi ấy. Có một bộ này mặc em cảm thấy rất là sướng. Mặc yên tâm bán hàng cho khách hàng của mình. Không phải lan tan suy nghĩ là nó có bị như nào không. Tại vì mình mặc mà. Mình bỏ cái giọt em không bao giờ em giặt tay. Cái bệnh của em là lâu lắm rồi em không bao giờ giặt tay luôn ấy. Đặt hàng đắt em còn không giặt tay chứ đừng nói là bộ này nhá. Bộ này có phang một phát cho vào máy giặt luôn. A35 dùm em nhá, 45.000 một bộ cho em xin cốc nước. Nó đẹp nhờ. Mỗi chị cứ 5-10 bộ về ta mặc dần. Em cao 1m56 và nặng 52 cân. Chị nào lấy A35 thì mình chốt A35 dùm em nhá. Bộ em mặc là A10 có size S, size M và có 3 màu. Màu trắng, màu kem và màu hồng. Bộ đầu trên màu hồng đấy đó chị. Không phải bộ đâu chị ơi. Áo jean chân váy riêng. Nhưng mà khi các chị mặc lên rồi nó giống như một cái set ấy. Có, bây giờ em sẽ lên quần rồi sau này lên cái bộ đấy luôn cho em nhá. Chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn cho em này. Còn này bán tặng đi. Bán tặng mỗi chị đi, bán combo đi. 79.000 hai cái. A36. Size M, L, XL và 2XL. 79.000 hai cái quần Việt Nam xuất khẩu kem nhá, quần ngố chất đẹp. M, L, XL và 2XL, size to nhất chị em mình dưới 60 cân. Mã số cho em là A36 ạ. 79.000 hai cái quần. Chốt size dùm em nhá. Hàng Việt Nam xuất khẩu luôn. Không, mã này đi. 79.000 hai cái dùm em. A36 dùm em và có đơn. 79.000 đồng hai cái nhá. Bác nào nhanh tay thì được. Nhanh tay thì được, chậm tay là hết. Có từ size M đến size XL. Size to nhất chị em mình mới 60 cân đổ về. Bộ em mặc comment là A10 nhá. Các chị comment là bộ em mặc là nó không in đơn đâu. Comment là A10 thì nó in đơn. Đấy. Set canh mặc là áo riêng quần riêng, được chưa? Áo riêng chân váy riêng, mã số trên là A36, 79.000 hai cái quần. Mặc sướng đời vô tư cho em được chưa? M, L, XL và 2XL. Cái này bắt đầu từ size M đấy. Size M là size bé nhất. Size L dành cho chị em mình nóng đến 60 cân. A36 giùm em nhá. Với giá là 79.000 hai cái, chốt đơn từ hai cái giúp em. Một cái em không chốt đơn được, được chưa mọi người? Mã này gọi là vừa bán vừa tặng vừa tri ân rồi. Hôm nay là buổi tri ân coi như em chấp nhận lỗ mấy 10 triệu các thứ cũng ok, tực kê luôn. A10 và kèm số điện thoại quen A36 chứ. Cái quần này là A36 cho em, dáng của nó là dáng quần ngố và có bơ chun. 79.000 hai cái quần cho em lưu ý nhá. Quần này nhà em đi đơn từ hai cái. Lấy một cái nhà em không chốt đơn ở đâu. Nên mọi người lấy làm sao mà lấy hai cái cho em, tại vì cái này em bán combo mà. Mua lẻ một cái nó rất là đắt, mua lẻ một cái là 69.000. Bây giờ em bán các chị có 79.000 hai cái, tội gì đúng không? Tội gì mình phụ thêm 10.000 nữa, phải mình được một cái quần nữa không? Sướng không?
A36 dùm em là có đơn, quá lợi nhuận, các chị được lãi cho em đâu có lãi gì đâu. A36 dùm em nhá, lưu ý là em chốt đơn từ 2 quần. Có nghĩa là mình lấy 2 màu khác nhau cũng được, màu giống nhau cũng được. Hoặc là mình lấy 2 size khác nhau hay là 2 size trùng nhau hay như thế nào cũng được. Miễn là các chị lấy 2 cái quần cho em là được. Tại vì cái này em bán combo em muốn bán cho nó gọn, không muốn bán line dài một cái nó mất. Chốt đơn các bạn gọi đơn rất là mệt, tại vì không có lãi rồi em muốn gộp luôn. Xả lỗi cho các chị rồi nhá. A36 dùm em, được chưa? 79.000, bộ này 45.000 này. Đây, màu kem cho em này. A36 màu kem này. A36 màu hồng này. A36 màu đen cho em nhá. Ok chưa? Em bán tặng các chị nốt cho em với giá là 79.000 hai cái. Tội gì mình không lấy hai cái mà dùng các chị. Mùa nào cũng mặc được, đi ngủ đang còn một tháng nữa cơ mà. Một tháng nữa chưa chắc nó đã lạnh cho các chị ơi. Nên yên tâm, mình đang vẫn mặc đồ hè vô tư cho em nhá. A38 dùm, áo quen A36 dùm em là có đơn. Bác nào lấy A36 thì chị em mình chốt A36 dùm em nhá. MTP chưa? Với giá là bao nhiêu? 79.000 hai cái. Em có độ tầm 100 quần, chắc là được 50 chị được chốt thôi. Chứ không có nhiều để mình chốt đâu. Đằng sau có boy chun em này. Em ơi, hàng miền Nam xuất khẩu này nó đang bán là 185.000 đấy. Nó đang bán ở siêu thị này, những ở siêu thị hay là ở những cửa hàng lớn hay là xuất khẩu đi nước ngoài là 185.000 đồng. Mà bây giờ em bán các chị bằng cái số lẻ người ta bán mà được những 2 quần. Bình thường mua được 1 quần, hôm nay em mua được những 2 quần. Đơn chưa gọi bị nhỡ, chốt lại cho chị nhé. Đơn lúc chưa á chị. Chị đặt đơn lúc chưa hay đặt đơn tới qua? Nếu mà đơn tới qua thì em xả đơn, còn đơn lúc chưa thì chưa. Được chưa chị? Nếu mà hôm qua chị đặt đơn ấy, tối qua thì em xả đơn của chị rồi. A36 dùm em nhá. Bán tặng cho chị luôn 79.000 hai cái quần. Ôi em thấy nó quá là rẻ. 39. Bác nào lấy A36 thì mình cho A36 dùm em này. Ôi có màu hồng nữa chị ơi. A36 màu hồng cho em này. A36 màu đen này. Và A36 màu kem cho em nhá. Tặng luôn cho chị luôn với giá là 79.000 hai cái quần. Bác nào lấy A36 thì mình chốt luôn cho em mã này luôn, có đơn 40 cân đến 60 cân đổ về vô tư, đằng sau có boy chun này. Đầy đủ size, số điện thoại đầy đủ size nhá. Mình chỉ cần để lại mẫu cho em, comment đúng số điện thoại các thứ, ngày mai bên em sẽ gọi là tư vấn size luôn cho mọi người luôn nhá. Vâng, dồn đơn sáng nay được mà chị, trong một ngày mình được dồn đơn thoải mái. Có nghĩa là sang ngày khác mình không được dồn đơn thôi. A36 dùm em nha các chị ơi. Em bán tặng các chị luôn với giá là 79.000 hai cái quần. Tội gì mình không mua đúng không các bác? Quá rẻ quá đẹp rồi, múc lấy hai cái ta mặc có phải sướng không? Bộ em mặc là A10 nhá, sao nó không in lên nhỉ? Với lại đúng mã này trên là A36 giúp em là có đơn nhá, 79.000 hai cái quần. Form nó đẹp cực kỳ luôn. Ok, có lên quần dài đằng sau, quần dài đằng sau em có sale nhá. Quần này là quần bom. Quần này là mã quần huyền thoại bên em rồi. Quần bom ạ, à, có size từ size M đến size 4X. Dành cho chị nào mà dưới 65-70 cân cho em nhá. Quần bom hàng Việt Nam xuất khẩu ạ. Giá đang bán là 385.000. Các chị lên luôn cho em mã này là A37. Vâng, thế thì mai bên em gọi lại nhá. A37 dùm em 85.000 một cái quần. Chị em mình sẽ có size M. Size M, size L, size XL và size 2XL, 3XL, 4XL. Nói chung là chị em mình có dưới 65-70 cân sẽ có size chất u mì dáng quần bom. Quần bom cho em nhá, A37, 85.000 một cái. Chị em nào thích cảm nào mình chụp cảm đấy lại cho em nhá. Váy phông lúc đấy em có lên. Ok, lên lại váy phông cho mọi người. A37 dùm em. Chị nào lấy A37 thì mình chốt A37 dùm em nhá. 85.000 một cái quần. Chất quần là chất u mì hàn. Form quần đẹp luôn cho em nhá. Giá này mặc gọi là chị nào béo, chị nào béo, chị nào gầy các thứ đều ok luôn cho em mã này luôn cho em. Bác nào lấy A37 mình chốt A37 cho em nhá. Anh cho em cái váy phông lúc chiều em mặc đó. A37 nó có rất là nhiều cạp khác nhau này. Đấy. Chị nào mà thích nhập cạp như thế, mình thích lấy cạp như thế nào. Chụp lại màn hình cho em nhá. Chụp lại màn hình nhá các chị ơi. Chụp lại màn hình để ngày mai bên em gọi tư vấn size cho mọi người. Em nói thật cái dáng này nhá. Chị em mình mặc xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa đều ok thoải mái luôn cho em. Áo canh mặc bây giờ em sẽ lên là mặc gọi là mùa nào cho em cái này cũng được. Đấy, mùa nào mặc được mà chất của nó là chất u mì hàn cho em chứ không phải là chất cotton hay không phải là chất TC mỏng te như tờ lá lúa. Cái chất này là hàng chất đẹp nhá. Nếu mà chị nào mà mua cái quần bom này em mà biết mặc từ mùa hạ, à mặc từ mùa xuân rồi sang mùa thu rồi lan sang cả mùa đông cả mùa hạ. Nói chung là mùa nào chị em ta cũng mặc được cái quần này. Quần này là quần quốc dân, mặc mùa nào cũng ok luôn. Bộ em mặc là 135.000 mà A10. Các bác cứ lên cho em là A37 là được, 85.000 nhá. Ai lấy A37 thì mình chốt luôn cho em. Có đủ size ML, ML, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Size to nhất chị em mình dưới 65 cân đủ với cho em này. À, quần tây chị mua 2 cái rồi, giờ đặt thêm đây này, mặc thích lắm. Em cảm ơn chị Thùy Dung nhá. Ok, A37 dùm em, 85.000 một quần. Ok cho các chị.
Lưu ý là các chị cố gắng là chốt đơn từ 2 quần giúp em nhé. Ôi nó nhiều cặp lắm ấy. 85.000 là cố gắng là chốt đơn từ 2 quần giúp em nhé. Nhiều cặp kinh khủng này. Có cả những cái cặp như thế này. Em nói thật là nó nhiều cặp lắm ấy. 46 cân mặc được. Chị nào mà bạn em nhé, có 40 cân vẫn mặc được mà. 40 cân vẫn mặc được. 40 cân thì mình bảo sẽ mặc theo cái kiểu của người 40 cân. Tại vì cái form này là dáng thể thao, nên có nghĩa là béo cũng mặc được, gầy cũng mặc được. Nói chung là nó sẽ che được cái phần này. Ok chị Nguyễn Lệ, em in của chị Nguyễn Lệ 2 quần đi. Chị ấy không comment đúng mã đấy. A4 mấy nhờ? A37 giúp em. Hôm nay mới nhận được 3 cái quần này, phê luôn. Em cảm ơn chị Mai Anh Nguyễn nhá. Chị nào lấy A37 mình chốt. Em nói thật mặc quần này sướng. Không sướng không bao giờ, các chị muốn ngày nào cũng lên đâu. Nếu mà không gọi là đã gọi là về nhận hàng mình không thích nhá. Không bao giờ các chị muốn lên bảo là em lên lại cái quần bom này đi. Em nói thật, không bao giờ muốn lên lại đâu. Nếu mà chị nào mà mua rồi, nếu mà chất xấu quá thì không bao giờ lần sau mình bảo lên đâu. Em nói thật, mã nào mà đẹp là ngày nào các chị cũng hỏi lên đi em để chị mua. Chị mua về chị còn tặng cho người thân, hay là mua về mấy chị làm cùng công ty ấy mặc. Em nói thật, cái dáng này mặc áo phông cũng được, sơ mi cũng được, mặc chân váy cũng được. À cái này mặc với chị em mình mặc với áo phông được này, mặc với sơ mi cũng được này, mặc với áo kiểu áo hai dây, nói chung là mặc với bất kỳ cái gì cũng được. A37 giúp em nhá. Áo này à, em có một điều lưu ý giúp mọi người này. À lần trước chị lấy Gucci, lần này chị lấy cặp Chanel nè. Ok bác luôn. Quay lại. Quần bom này mặc lên dáng quá đẹp đúng không các chị? Em mới nhận hàng của chị cả triệu mà chưa thỏa mãn á. Ôi giời, thế thì mua 2 triệu đi. Chị ơi đơn này làm 2 củ đi nhỉ. 2 củ là nó thỏa mãn luôn á. Chị nào lấy A37 mình chốt cho em, nói chung nó có nhiều cặp, 85.000 một cái quần. Nói chung nó có đầy đủ size, ngày mai mình thích cặp nào mình chốt cho em cặp đấy, nó nhiều cặp lắm. Ví dụ như cái quần này á, có một điểm em lưu ý mọi người nhá, về ấy. Các chị thử ấy, lúc mình mặc vào thì cái chỗ phần đây này nó sẽ gọi là nó sao nhỉ? Nó sẽ mặc hơi khó khăn một chút, tại vì là nó kiểu là nó sao nhỉ? Bộ em mặc là 135 mã A10 nhá. Kiểu là mặc lên nó sẽ cái cặp ấy, cái cặp nó eo quá nên là mặc lên cái chỗ đây, cái chỗ bắp đùi của mình nó sẽ khó khăn. Nhưng mà mặc lên thì nó sẽ eo vào luôn. Cái quần này mặc cực kỳ là thích, mặc lên cái quần này eo cực. Nếu mà chị nào có bụng béo ấy, mặc cái quần này thì siêu eo luôn cho em nhá, nhiều cảm lắm. Đây, chị nào lấy cặp nào mình cứ chụp lại màn hình đi. Ngày mai mình bảo em ơi lấy cho chị cái cặp như nào. Em nói thật cái cặp nào cũng đẹp với chị ạ. Nó nhiều lắm, tại vì là mỗi loại nó sẽ không đầy đủ size, nên là em bán lôm côm đủ các cặp cho mình chốt nhá. Đủ các cặp thì nó sẽ đủ đầy đủ size hơn, có cả cặp trơn không có chữ gì nè. Cặp này thì chị nào mà thích đơn giản thì có cái đây, như thế này thôi. Đấy, chị có màn này. Màn này cho chị lên fan cứng đi nha, chứ mỗi lần hàng chục triệu. À hàng chục lần cả triệu chứ không hề mấy trăm đâu. Nhưng mà chị hình như không chia sẻ livestream luôn á. Chị Thí Kiều mua gần 5 triệu luôn rồi á. Ui dã man. A37 đúng em nhá. Chị nào lấy A37 thì mình chốt 85.000 một cái quần sướng luôn. Ôi nó nhiều cảm lắm các chị ơi, phải thiên hạ cảm ấy. Chị nào lấy A37 thì mình chốt cho em này. Quả quần này thích luôn nhá. A37 và kèm số điện thoại giúp em, có đủ size M, L, XL và 2XL. Nói chung nó nhiều cảm, đầy đủ size mà mùa nào chị cũng mặc được. Xuân hạ thu đông 4 mùa mình đều mặc được cho em luôn. Mà chỉ có 85.000 nhá. Em nói thật, bán này là giá rẻ nhất cho mọi người rồi. Giá rẻ nhất mà không thể giá nào rẻ hơn được cái quần này, tại vì nó quá là đẹp. Ok chưa? A37 giùm em nhá. Anh ơi, lấy hết những cái hàng nào còn ít ít. Chị nào lấy A37 mình chốt đấy. Đấy, những cái mẫu đấy đấy. Đây, A37 cho em giơ lại cặp lần nữa em coi mẫu nhá. Đây một cặp này, em bóc ra được tầm 5 quần đi. 5 quần để lấy mẫu cho các chị mai chốt. Đây. Chị nào lấy A37 thì mình chốt luôn cho em, nói chung nó nhiều cặp cực kỳ. Bác nào lấy A37 mình chốt luôn cho em nhá. Ok chị đao fan cứ lên đúng mã cho em đi. A37 cho là có đơn còn cặp như thế nào. Ngày mai bên em sẽ bảo nhân viên là chốt đơn lấy cặp như thế nào là tùy mình chốt cho em nhá. 85.000. Yên tâm không bao giờ làm các chị thất vọng. Thất vọng thì lần sau không mua hàng em nữa cũng không sao. Đấy là đúng là gọi là quyền lợi của mọi người rồi. Mình đi mua hàng chỗ đâu cũng được. Nếu mà hàng đẹp thì lần sau các chị ủng hộ nhà em. Còn nếu mà chưa thỏa mãn được cái nhu cầu mong muốn của mình thì mình có thể lần sau mình chưa ghé cũng được. Hoặc dịp nào mình ghé cũng không sao hết, được chưa? A37 giùm em nhá, 85.000 một quần. Bác nào đã từng mua là biết rồi. Mặc lên thì siêu phê luôn rồi. Quần này mình lên luôn cho em, này là A38. A38 giùm em là quần này nhá. À quên áo chứ. A38 ạ. A38 giùm em cặp cao chị ơi, cặp siêu cao chứ không phải là cao nữa. Quần đấy là quần bom chất u mì cho em nhá. A38 giùm em này, 30.000 A38. Có màu trắng và màu đen mà A38. Chị nào lấy A38 thì mình chốt A38 giùm em 30.000 đồng nhá. A38 và kèm số điện thoại giùm em 30.000. Bác nào lấy A38 thì mình chốt A38 cho em 30.000 đồng. Có đen và có trắng này. Ai lấy nhanh thì mình chốt nhanh nữa cho em nhá, 30.000 thôi. Quá rẻ rồi.
Em lấy xỉ á, xỉ còn một triệu nhà trên line 30 sản phẩm là được tính giá xỉ nhá. Mỗi sản phẩm sẽ có chiết khấu, được chưa? Chị nào lấy A38 thì mình chốt A38 cho em nhá. Số tài khoản em ngay ở trên đảnh bìa đấy mọi người. Cứ chuyển vào khoản vào đấy giúp em là được. Ghi rõ họ tên Facebook của mọi người là được nhá. A38 hết hàng luôn này. Ok, qua mẫu này. Đây, con lợn bay. Con lợn bay này. Siêu nhân heo. Siêu nhân heo. Superman. Ok, mã này là A38 giúp em. À, A39. A39 sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng nhá. A39 giúp em 30.000 luôn đó. Trời ơi. A39 siêu nhân heo. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em, nam và nữ đều mặc được. Hàng của Dolce & Gabbana. A39 này. Ôi. Xuất sắc. Ôi. Nam và nữ đều mặc được cho em. 30.000 đồng A38, à quên A39. Có đen và có trắng em nhá. Hàng đang bán ở cửa hàng là 140.000, bây giờ bán cho chị có 30.000. Mã A39. Quá rẻ, mua cho mình không thích. Cho em trai, anh trai. Đúng không ạ? 60 cân đổ về vô tư. Size M, ôi nó còn, nói chung là nó có size đấy. Nhưng mà cho em chẳng có size đâu. Áo phông mà có size nhá mọi người. Có từ size M, nói chung là M, L, XL và 2XL. Size đến tầm 70 cân cơ. Các chị có A39 ngày mai mình bảo em ơi cái mẫu này là nó có đọc size đấy, tìm hộ chị cái size này. Không có size này thì mình chọn sang size khác cho em cũng được, đúng không? A39 này hình như con trai cái này mặc hay hơn, nói chung là mặc đôi cũng được. A39. Em còn quần bò nhưng mà hôm nay không nên quần bò, tại vì quần bò hôm nay phải bán đám mới nhá. Quần bò em không sale, tại vì quần bò lúc nào em không bán được. Hôm nay là buổi chia hàng hè. A39 có đen và có trắng nhá. Chị nào lấy A39 thì mình chốt hộ em này. Em có quần jean dài đấy. A39 giúp em là có đơn nhá. Bác nào lấy A39 thì mình chốt A39 giúp em là có đơn. 30.000 một cái thôi. Có đen và có trắng đấy, có size đấy, có size những size 2XL đấy. Ngày mai mình lấy size gì mình có bảo em ơi cái này xem hội thì là size gì. Đấy. Ok. Anh ơi cho em cái áo canh mặc đen thôi. Có màu trắng rồi đấy. Ok chưa? A39 giúp em nhá. Chị nào lấy A39 thì mình chốt có 30.000 thôi. Có 30.000 thôi. Trời ơi, rẻ quá chị ơi. A39 giúp em này, 30.000 ok. Lên áo canh mặc đi. AS và M đấy, áo này còn chưa bán bao giờ, hôm nay đã tri ân rồi. Lên áo canh mặc cho em là A40 nhá. Ôi xinh nhở. Eo có hai màu luôn, màu trắng và màu hồng, có size S và size M. Vừa có mút ngực luôn các chị ơi, A40. Hàng đẹp mới có mút ngực nhá. Em bán tặng nữa các chị con A40 này cho em. Em đã bán bao giờ đâu, xuất sắc chưa? Có mút ngực đầy đủ cho em này. Em bán tặng cái con A40 này cho các bác luôn cho em nhá. Nhiều không anh? Em 30 trắng 20. Đen 30 trắng 20. Kem 30. À kem 30. A40 cho em nhá, con áo canh đang mặc này, 59.000 nốt đi. Có mút ngực đầy đủ luôn cho em, hai size M, S là dưới 50, M dưới 52. Khóa đằng sau cho em này. A40 giúp em nhá, 59.000 áo khoác không chị ơi, tạm thời một thời gian em sẽ không bán áo khoác. Rồi thì bán tùy từng mẫu nhá. Chị nào lấy A40 thì mình chốt A40 giùm em với giá là 59.000. A40 giùm em các chị ơi. Chị nào lấy A40 thì mình chốt A40 giùm em, 59.000 có hai size S và size M em đã chưa bán. Áo này thậm chí là còn chưa về, về còn chưa bán bao giờ. Các chị đã thấy em lên chưa? Chưa lên đúng không? Chị nào lấy A40 thì mình chốt cho em nhá. Tặng nốt các chị 59.000, giá vừa bán vừa tặng rồi. A40 sẽ có màu kem, A40 sẽ có màu trắng, em có mút ngực đầy đủ này. Hai size S và size M. Mặc lên xinh lắm, mặc lên với quần sóc hay chân váy đều đẹp. Các chị mặc lên chân váy thì nó giống như cả set này, mặc lên giá thì ngon luôn. Bác nào lấy A40 thì mình chốt A40 cho em nhá, 59.000 đồng. Hai size S và size M, phòng nó hơi bé, size S dưới 48-49 và size M dưới 50-51 cân. Bác nào lấy A40 thì mình chốt A40 cho em nhá. Mua con áo này mình mặc, chị nào mặc các thứ ấy, đẹp một tí mặc con này siêu xinh luôn ấy các chị ơi. 59.000, không ai nghĩ là mình mua 59.000 đâu. Chắc chắn này bảo mình là mua trăm mấy đấy. A40 dùm em nhá, 59.000 đồng thôi. Quá rẻ so với chất lượng các chị mua luôn, em nói thực sự. Cái giá này là quá bèo các chị nhá, có mút ngực đầy đủ cho em. Mình thích mặc mút ngực hay không cũng được. A40 dùm em là có đơn, 59.000 đồng. Ok chưa các chị ơi? Áo đó lên rồi. À, bà đeo kính bán 79 à? Bà đeo kính. Ờ đúng rồi, áo này hôm trước bán. À, nếu thì thế có mai anh nó bán. Thế thì mai anh bán rồi, cái áo này 79.000 còn em chưa bán. Em chưa bán cái áo này mà đúng hôm nay sale luôn. Nên là đúng hôm nay sale luôn cho mọi người đấy. Đúng rồi, em bảo mai anh bán 79 đấy. 79.000 không phải 89 đâu, 79. Ờ, bộ em mặc có size 42 cân mà size S cho em là đẹp đấy chị. Cái này nói chung là 42 cân thì nó có thể nó có hơi rộng, nhưng mà mình có thể là mình điều chỉnh cái dây này được này. Và cái cầu vai này tùy luôn cho em nhá. Nói chung là cái cầu vai này mà ok thoải mái. Chị nào lấy A42 thì mình à, A40 chứ. Mã này là A40 cho em nhá. Tặng luôn các chị 59.000 này. Ờ hôm trước là bảo bạn đấy là phải bán là 79.000 ấy, tại vì hàng mới mà, nhưng còn em còn chưa bán cái mẫu này.
Em còn chưa bán cái mẫu này cho các chị luôn. Lên váy phông giùm em nhá. Váy phông này, váy phông này em có ít, độ tầm 50 cái thôi. A41, A41 váy phông này em nhá, 97.000 2 cái, 60-65 cân đổ với cho em. A41 là váy phông này giùm em nhá. Chị nào lấy A41 thì mình chốt A41 cho em, dáng dài maxi, 97.000 2 cái, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ với cho em. Vô tư mà A41, 97.000 2 cái cho em nhá. Bác nào lấy A41 mình chốt A41 cho em 10 cái cục sáng. A41 97.000 2 cái, nhiều mẫu khác nhau lắm ý. Chị nào lấy A41 thì mình chốt A41 cho em nhá. A40 59.000 ạ. Bác nào lấy A41 thì mình chốt A41 giùm em này. Ok cho mọi người ơi, 97.000 ta mua được hai cái váy phông, ta mặc đi ngủ cũng được, ta mặc đi chơi cũng được luôn, hai cái hai màu luôn cho em nhá, mặc đi đâu cũng được. Chị nào lấy A41 thì mình chốt A41 giùm em. 97.000 hai cái nhá. Em bán tặng các chị 97.000 hai cái đấy. Đây, sơ mi kẻ đỏ em còn không biết là màu gì nữa cơ. Mỗi mẫu năm mà nó có nhiều hình lắm nhá. Thưa ơi, cái này có nhiều hình đấy. Cái này có nhiều hình, có chắc chắn là mỗi mẫu năm không? Mỗi mẫu năm không? Thế thì sẽ có 5 hình hay 6 hình sẽ lên 30 cái đấy. Hay là đủ màu. Ờ 30 cái, 40 cái đấy. Hay là lấy như thế nào? À, bộ em mặc là 135. Hay là lấy đủ mẫu 5 cái hay là lấy mỗi mẫu 5 cái? Comment rõ nhé, tại vì cái này có nhiều hình. Hoặc là lấy bao nhiêu hình chẳng hạn. Ôi cái này có tỷ tỷ hình ấy. Có cả đá biết các thứ nữa cơ, nhưng mà đáy đá thì cũng không còn, đá thì có 4 cái thôi, nhưng cái hình này còn nhiều này. A41 giùm em nhá. Lưu ý là mua 7 cố gắng là chốt đơn được 2 cái giúp em. Cái này chốt đơn được 2 cái giúp em nhá mọi người. Các chị, các sĩ nhớ giúp em là các mã này bên em không sĩ lại đâu ạ. Ok ok, thế rồi bảo thấy nhiều quá, phải bảo là chốt lại. 5 đen 5 xám em. Xám thì có một hình này. Còn đen thì có nhiều hình nhá. Xám thì có một hình thôi. Xám có mỗi hình này thôi. Ừ, đang còn mấy chục cái ngoài đây. A41 giùm em nhá. Lưu ý là 97.000 hai cái, không phải là 97.000 một cái cho em đâu nhá. 97.000 hai cái đấy. Quần này còn ít này. Quần này mình lên luôn cho em hay là A42, quần chất u mì. Có chị nào mà nhận được quần này bên em chưa? Ui cạp đá siêu sang. Có đủ size nhá, ML, XL và 2XL. Quần này các chị lên luôn cho em hay là A42 này. ML, XL và 2XL cho em nhé. Size to nhất chị em mình nhớ 55 cân đổ về. A42, anh ngồi lấy cho em ít bóng kính. Đây có một cái bọc vàng vàng to ấy. Có một cái bọc vàng to chỗ hàng khách sỉ đấy. A42 dùm em này. Ừ ừ ok ok. A42. Ờ, quần này bán tặng các chị luôn. Quần này cho em 69.000 A42 nhanh tay. A42 69.000 nhanh tay cho em, chất u mì này. 69.000 đi. Chị nào tên Hiền ơi comment nào, set này mặc là A10. Comment là A10 nhá, đừng comment là set này mặc. Nó không có in đơn đâu. Nó không nó bắt lại nhìn là nó không in đơn đâu. Mã số cho em là A42 69.000 dùm em nhá, A42. A42 69.000 nhá chị ơi. ML, XL và 2XL size to nhất chị em mình với 60 cân đổ với cho em vô tư ấy. À chị ơi, bộ em mặc là A10. Để em tìm không được. Comment là A10 cho em nhá. Lưu ý bộ em mặc là phải comment là A10. Đừng comment mỗi cái chữ là bộ em mặc, phải mà comment là A10 cho em. A42 69.000 đồng, 57 cân, cặp cao á. Cái này không phải cặp trễ đâu, cặp cao. Size to nhất là chị em mình với 55 cân đổ với cho em nhá. Bộ bà giá em hết hàng rồi. Chị nào lấy A42 thì mình chốt A42 của mình là có đơn. Tặng luôn các chị với giá là bao nhiêu? 69.000 A42 nhá, quần chất ôm mì. Bác nào lấy A42 mình chốt A42 của em, 69.000 cho em cái quần Coco đi. À không, cái quần này cái gì mà có màu vàng đây. Áo này đẹp nhỉ. Áo này chiên nốt được các chị này. Ôi hôm trước còn không có màu vàng để bán ấy. Tự nhiên hôm nay loài ra cái màu vàng ở đâu đây. Mã này mình lên luôn cho em, đây là A43 nhá. Ui áo này xinh nhá. Tặng nốt các chị đi, 55.000. Có S và có M đấy. A43 55.000 đồng. Rồi. Uống nhiều nước để chút nữa không bị đói. A43 mọi người ơi, 55.000. Đẹp quá, đen và vàng nhá. Hai size S và size M. Gì từ hôm? A43 dùm em, 55.000.
có màu vàng nhiều hơn. Lần này cái mẫu này là có màu vàng nhiều hơn. Hôm trước thì không có màu nào để bán, hôm nay tự nhiên loài loài ra đây cái màu vàng. A 43 dùm em này, 55.000. Còn sau này còn mấy cái cặp nốt. Ok chưa? 65.000 A44 SML, MLXL. MLXL không? Cái này còn mỗi size dưới 55 cân đổ về thôi. 55-56 cân đổ về cho em nhé. A44 65.000 chất u mì co giãn. Bác nào lấy A44 thì mình chốt A44 cho em. 65.000 đồng dùm em nhé. A44 và kèm số điện thoại cho em. 57 cân không mọc vừa đâu. Cái này chỉ dành dưới 50-51 cân thôi. A44 dùm em nhá. 65.000 A44. Rồi áo này tặng nốt đi. A45. A45. 29.000 A45. A45 dùm em 29.000 đi. Bác nào lấy A45 thì mình chốt cho em phông đen nhá. Nam và nữ được mặc được. Chị nào lấy A45 thì mình chốt A45 dùm em 29.000. A45 và kèm số điện thoại dùm em phông đen này. Hàng big size nhá, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Chị nào lấy A45 thì mình chốt A45 dùm em nhá, 29.000 đồng. Em có chục cái. Bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vừa đủ 10 cái. Chị nào lấy A45 thì mình chốt A45 dùm em, 29.000 đồng. Cả nam và cả nữ được mặc được nhá. Cái này là hàng Quảng Châu đấy, không phải hàng may đâu ạ. Yên tâm phong nhé, em không có cái nào hàng may hết nhá. A45 dùm em là có đơn nhá. A43 em hết hàng rồi. Sao cho em cái này là A45 đi. Chị nào lấy A45 thì mình chốt A45 dùm em là có đơn nhá. A45 và kèm số điện thoại cho em nhà em không có size to ạ. A45 giúp em là được, 29.000. Xong quần này cho em này. Quần này tặng nốt các chị luôn nhá. Lên cho em mã quần này là nào. Quần đá eo vì rồi cô các thứ này bán tặng nốt mỗi chị một cái A46 đi. MLXL cho em, thích cô thì comment cô. Mà thích eo vì thì comment là eo vì nhá. 65.000 một cái quần đá này đi. A46 giùm em 65.000. Nào với A46 thì mình chốt A46 giùm em nhé. 45.000 đồng. Có M, có L, có XL và 2XL. À, cái này là đúng rồi. Đúng không ta nhỉ? 29.000. Size gì? À, cái này từ size S. Size S, size M, size L và size XL. Size to nhất là 55 cân đủ cho em A46. Có thể là cặp LV, được chưa? Có thể là cặp Coco, chị nào thích cặp nào thì mình chốt em được chưa? 65.000 một quần này, dáng cặp cao nhá. Có cái quần thì nó là khóa bên sườn, có cái quần thì eo vì thì là khóa bên sườn. Ơ, hai cái cặp ta lại cầm hai cái giống nhau à? Cho chị cái Coco em, não rồi. Hỏi sao? Có thể là khóa bên sườn, cũng có thể là khóa bên hông nhá, khóa nào cũng được. Này, đây cái chữ Coco đây. Hai cái cầm như nhau mà không biết. A46 dùm em nhá, 65.000 đưa em cái quần kia đi. Đưa cái quần vào đây, đó các cái loại quần đây này, anh mới bưng ra đây này. Quần gì đây? A46 dùm em nhá. Được chưa? Có thể là Coco, có thể là LV, mình thích quần nào thì mình chốt. 40 cân đổ lên, 55 cân đổ về, đấy. Bác nào thích loại nào thì mình chốt lại đấy dùm em là được. Không có nhiều đâu mà, không có nhiều đâu. Chị nào được size nào mình hân hoan, mình vui vẻ size đấy thôi. Ok, A46 dùm em nhá. Bác nào lấy A46 thì mình chốt A46 dùm em. Kèm size nhá mọi người, A46. Ok, lên cái quần sóc này cho em này. 65.000. Rồi A47 cho em là quần này, tặng hết. A47 nha. Có màu kem này. Màu kem, màu hồng. Màu gì anh ta? Có màu kem và màu hồng thôi. Tặng nốt các chị luôn nhá. Tặng nốt 65.000 hai cái đi. Quá rẻ. Được chưa? 65.000 hai cái mà A47 có size đấy. MLXL và 2XL. Size to nhất dưới 60 cân đổ về. A47 giùm em nhá, có cả kẻ này. Nói chung nó có kẻ và có cả sọc. 65.000 hai cái, chị nào lấy A47 mình chốt hộ em nhá.
A47 dùm em 65.000 hai cái. Ok chưa? A47 nhá. Đây có cả kẻ cho em này. Chị nào lấy A47 mình chốt A47 dùm em. 65.000 hai cái quần. A47 dùm em nhá, tặng nốt các chị 65.000 hai cái. Bác nào lấy A47 thì còn nhanh ngay, nhanh và luôn. Ôi rẻ quá các chị ơi, ML, XL và 2XL cho em. Mình thích cắm như thế nào thì mình bảo với các bạn nhà em nhá. Mai bảo là lấy cho chị size gì đấy, cắm như thế nào thì mình mai bảo với các bạn nhà em được chưa? Còn size nào thì mình chốt size đấy, vì cái này có bo chun mà. Yên tâm, có bo chun nên em co giãn thoải mái nhá. Cái này có bo chun đấy các bác, nên là co giãn thoải mái luôn cho em được chưa? Mã A40 nhá. A47 dùm em là có đơn. Chị nào lấy A47 thì mình cho A47 dùm em nhá. A47 dùm em nhá. Bác nào lấy A47 mình cho A47 dùm em. 65.000 hai cái quần. Ôi. Em thấy nó thật là rẻ. Rẻ quá các chị ơi. A47 dùm em nhá, 65.000 hai cái. Chị nào lấy A47 mình chốt này. Ôi nữa quá là rẻ và đẹp như các chị ơi, nhìn này. Form dáng thì cực kỳ là đẹp, có túi nhá. Cái này có túi mà nó có bo chun nữa. Thoải mái cực kỳ, cũng không có nhiều đâu. Nên chị nào lấy nhanh thì mình cũng chốt nhanh thôi. Đúng không? Lấy 5-6 cái về mình bằng dùng chơi chơi. 5 kẻ cho chị Nhi đi em, có 5 kẻ không nhỉ? Không đủ 5 kẻ đúng không? Thế còn bao nhiêu kẻ đấy chị Nhi này? Ở lâu chốt mình xong. Kẻ lúc nãy có một cọc đấy. À, A47. Ôi, váy này tặng nốt này. Tặng nốt cho các chị luôn nhá. A48, 45.000 đi. 53 cân đổ về nhá. 45.000 mà A48, nhanh tay giúp em. Xinh nhở. Em ơi, 52 cân đổ về này. Các chị ơi, ngất ngây chưa, váy 2 giây. Bộ em mà còn mà A10 nhá. Ô, mã này là bao nhiêu rồi? A48 à? A48 giùm em 45.000 thôi. Ôi dồi ôi, A48 các chị ơi, 52 cân đổ về cho em nhá. Chị nào cao tầm 53 cân. Ê ôi vải 2 lớp luôn cho em nhá. A48 dùm em 45.000. Trời ơi. Lót ở bên trong này nói chung là hàng đẹp mà. Có quần ở bên trong luôn cho em nhá. Cái mã này là nó có quần ở bên trong được chưa? Chị nào lấy A48 thì mình chốt A48 dùm em nhá. 45.000 một con váy này. Váy màu kem á, nó rất là tôn da, mặc nhẹ nhàng. Mình có mặc ở nhà hay là mình mặc đi chơi những cái kiểu mà đi cà phê nhẹ nhàng thôi. Không cần mặc quá là sang làm gì thì ta mặc cái con váy này cho em. Vừa phải, cái độ vừa phải mà không biết ai mua 48. Không biết là mình mua bao nhiêu tiền đâu các chị. Quan tâm là mình mặc lên có đẹp hay không thôi đúng không? A48 giúp em nhá. 45.000 đồng A48. Bác nào lấy A48 mình chốt A48 đưa cái quần sóc nghe dùng giùm em á. A48 giúp em là có đơn nhá. Vâng, có cái anh cái mà anh bưng ra luôn cơm ấy. Chị nào lấy A48 thì mình cho A48 giùm em. A48 và kèm số điện thoại luôn giúp em nhá. Tặng luôn các chị luôn này. A48. Được chưa, 45.000 còn không anh? Chị nào lấy A48 thì mình cho A48 dùm em này. 45.000 đồng. 45.000 mà A48 nhé. Cái quần này luôn công anh cho nó lại cái mã. Có phải quần hố không? Quần luôn công em cho chị nào ôm đi. Chị nào ôm thì mình chốt ôm cho em này. Cả quần hoa cúc, cả quần đai này. Đây. Cái chỗ này bác nào ôm thì là 37.000 nhé. Cả các loại này. Quần rồi à. Em lại lai lẻ quá. Bác nào ôm cả quần cả váy đấy. Bác nào ôm thì comment là ôm cho em, có được tầm 20 cái thôi. Nhưng mà em lười lai lẻ cực kỳ á. Lười dã man này. Có cả quần mố này 37.000 nhá. Chị nào ôm thì comment ôm cho em, có tầm 20-30 cái quần ấy. Nó vẫn đủ size, đủ mẫu này. Cả mố cả quần như thế này. Nói chung nó có nhiều loại. Cái này nó là bị lệch lạc ấy. Chị nào mà bán shop em mình có lai lẻ được ấy thì mình ôm cho em nhá. Rất là rẻ luôn, 37.000. Vậy mình bán đồng giá thôi. Chỉ cần lãi là 65.000 một quần thôi, chẳng hạn hay là bán 59.000 là ok rồi.
ngon lành luôn ấy, trôi hàng luôn. Đây nhiều cả bi rồi cả quần kẻ rồi, ui rồi toàn hàng Quảng Châu đẹp cơ mà. À, váy cúc tím á, váy cúc tím em vẫn đang còn. Chị tạo mùi cọc cho em chưa? Chưa cọc thì em không chốt ở đâu nhá. Sát em mặc là 135 mã A10, có màu trắng, màu kem và màu hồng. Đây. Ôi dồi ôi, đẹp quá, 37.000 lắm, ta không chốt thì quá là quá tiếc đó chị ơi. Đẹp lắm, không phải là em lấy cái quần nào mà đẹp nhất em dơ lên, rồi cái quần nào xấu em để xuống dưới không, không có, toàn quần đẹp. Cả quần cả chân váy này dùng em nhá. Đây có cả đai, cả cái quần hoa cúc này. Đây này, Phương này, cái quần này cho các chị nốt đi này. Cái tầm 25 quần gì đấy. Đây, ui dồi ôi này. Siêu phê chưa các chị ơi? Eo ơi, dã man. Chơi khách sĩ mà cọc trước em đi chị, em không cho khách lẻ không đâu. 135.000 bộ em đang mặc vào quần sóc bò này. Ô, cái quần sóc bò này của chị. Ôi trước tìm mãi không thấy, quần hàng tàu của tôi. Ok chưa? Trời ơi. Cả quần này à. Quần này nhà mình ôm, cái quần này là hàng đắt, quần này là hàng 115. À 30, chị nào ôm thì mình chốt ôm cho em nhá. 37.000 thôi. Còn số này em không cho khách lẻ ôm được đâu các chị ơi. Chị Mai Trang còn cọc không? Em mai đi đơn luôn cho chị Mai Trang nhá. Ừ, mấy cái quần đấy đem ra đây luôn cho em tặng nốt đi. Đây 37.000. Đem nhá. Đây đây. À em mang cho em cả cái quần mũi gió đấy. Mang ra đây. Cái quần mũi gió mà hôm trước này mình để mấy trăm đấy. Cái quần mũi gió mà hôm bán sale 59.000 đấy. Hết rồi á? Còn cái gì? Không còn à? Đấy là quần giả váy, mê chưa? Bác ơi, mê chưa? Đấy. Quá đẹp luôn rồi. Mua thì hơi phí ấy, còn buổi em mình mê cái quần này. Có cái loại quần mà hôm đóng ở Đồng Nai màu 20 rêu 20 đen đó, không nhớ à? Có quần sóc anh ơi. Có quần sóc đây. Cái quần sóc mặt cười nữa. Quần sóc có Nai, ở Đồng Nai nữa. Ô, thấy cái quần hoa cúc này lên luôn cho các chị. Hả? Ừ, hoa cúc này lạc bầy thì lên đi. Hoa cúc này đang còn này. Quần hoa cúc này kèm đai nhá. Này em rất là rộng lượng luôn đấy. Quần người ta đâu bán có đai đâu, nhưng mà em vẫn có đai về cho mọi người. Mã này lên mã bao nhiêu rồi các chị nhỉ? A47 đúng không? A48 ấy. Mã này là A48 đúng không? A49. Mã này là A49. Quần hoa cúc cho em nhá. Chi ăn kỷ niệm nữa các chị, 55.000 một quần. Quần này là sóc giãn cho em nhá. Size to nhất dưới 60 cân. Quần hoa cúc là A49 này, có màu kem, có màu đen và có màu vàng. Kem đen vàng giùm em nhá. Mã A49. Chị nào lấy A49 thì mình chốt A49 giùm em. Kem đen vàng A49 và kèm số điện thoại giùm em nhá. 55.000 một cái quần, em có kem đai đấy. Quần này bình thường em mua không có đai đâu, nhưng mà các chị mua em sẽ bỏ cho mọi người một cái đai. Ok chưa? Mọi người mua em sẽ bỏ cho mọi người một cái đai. Ok các bác nhá. Cái quần đấy tầm lên 35 quần còn ok không chị Mai Trang? À, chị nhìn một nửa đi, chị nhìn có ôm không? Thế thì mỗi chị một nửa nhá. Không nhiều chị sợ ôm về hết quá ấy. Không ôm hết quá, ôm nhông nhiều quá. Mai phải làm điều chị. Bác nào lấy A49 thì mình chốt A49 giùm em, xuất sắc. Có màu vàng đấy, cái này có cả hoa cúc vàng nữa. Hoa cúc vàng giùm em nhá, có cả hoa cúc vàng đấy. Chị nào lấy hoa cúc vàng thì mình chốt hoa cúc vàng giùm em thôi. Hoa cúc vàng giùm em nhá. Hoa cúc vàng và kèm số điện thoại luôn giúp em là được. Có A49 nhá. Ai lấy A49 thì mình chốt, ok em hết hàng này. Hết hàng A hoa cúc. Rồi đây cái quần này này. Ôi kéo này là gì đây? Hả? 55.000, ôi cái set này. Ôi dồi ôi, cái set này từ lâu lâu luôn. Màu đen này. Thế nó màu đen tưởng cái quần. Nào, tặng nước các chị luôn nhá. 69.000 A50. Set này 55 cân đổ về cho em A50, 69.000 set này. Bác nào lấy A50 thì mình chốt A50 cho em nhé, hết hàng này cho. Bán nghỉ về quê. A50 dùm em này. A50 dùm em là set này nhá.
69 nhỉ? A50. Lúc về Hân Hoa. Anh ơi đưa 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 kéo. Đưa kéo vào này. Cái con này còn từng đây thôi anh. Về nó ba mất hết vị trí. Cái này hết. Quần đi là quần này hàng này hàng nát rồi. Đây này, có mấy quần này là quần rẻ thôi. Ừ, nó bán 85 đấy. Thôi, ai lô xô cho các chị hết đi. Không chứ chị. Không nào. A51 giùm em quần này. Tặng nốt các chị luôn nhá, A51. Hàng mềm hàng xịn luôn. Khách nhà em mua quần này ở ngoài shop là 115.000, được chưa? Em bán tặng các chị 49.000 A51, có kem này, có vàng này, có đen này, còn từng đây là hết. Chị nào mà hôm trước mua cái quần này là sướng đời, mua về là sướng luôn, hạnh phúc luôn. A51 dùm em, nhanh tay đấy chị ơi, kem, kem đậm, kem nhạt, vàng nhá, mã A51. Chị nào lấy A51 thì mình chốt A51 dùm em. Nhanh tay với chị ơi. Nhanh lẹ tay dùm em là có đơn nhá. Ôi dồi ôi, 49.000. Khách nhà em đầy. Giá số mua 115.000 là chuyện bình thường. Ok chưa? Bác nào lấy A51 thì mình chốt dùm em. Cái này có ít thôi, số lượng có mấy chục cái. Đâu có nhiều đâu, 20 cái. Bán 25.000. Nó ngây à? Mấy cái? Mấy chục cái là cái quần trơn. Quần trơn, quần trơn một màu với cả màu hồng, màu trắng ở đâu? Chứ sao em không bỏ ra? Rồi sao áo này cho em là A52. A52 dùm em áo này nhá. Ôi áo này đẹp lắm luôn đấy chị ơi. 75.000 mà A52 này. Có tím và có vàng nó gì. 55 cân đủ về cho em A52. Tôi xong tới 8 giờ đi ngủ. Mấy hôm nay tôi đang mất ngủ. A52 dùm em. 75.000 A52. Tôi phải giữ sáng. Bác nào lấy A52 thì mình chốt A52 dùm em nhá. 75.000 dùm em xinh quá. Áo này bây giờ cũng đang hot này. Nhưng mà còn mỗi màu vàng. Ôi dồi ôi, A52 còn mỗi màu vàng thôi các chị ơi. Hết màu tím rồi. Màu tím có một cái thôi. Xinh lắm, áo này mặc lên rất xinh, đang hot trend mà. Chị nào mà xem theo dõi là biết này, áo này lại đang hot rồi, lại hot trở lại. Thấy nhiều nhà buôn đăng nhiều phết. A52 dùm em nhá. 75.000, tay của nó là dạng tay bồng. Cái dạng này là dạng tay bồng cho em nhá. 49.000 A52 dùm em, 75.000 thôi. Có màu tím lịm và màu vàng. Ok, hết tím này. Hot trend mà. Hot ít đấy, kiểu xong chảnh lắm luôn. Ôi buồn ngủ quá trời mà mắt căng mắt lên. Ok chị Văn nhân. Không chị em mình cứ đi ngủ đi. Sáng mai chị em mình còn làm việc. Trưa mai em còn bán nữa mà. Nhưng mà không biết trưa mai còn nhiều hàng để bán không. Nói chung là tối thì còn đừng được cái gì bán cái đấy. Trưa mai còn cái gì bán nốt. Hoặc là cả ngày mai thì ở nhà xả hàng còn cái gì gì lên 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 được sạch kho. A52 dùm em nhá. 75.000. A32. Chị nào áo quen A52 rồi, lên mức A52 rồi. Chốt cho em là A52 dùm em nhá. Bác nào lấy A52 thì mình gọi là A52. Ô mới like được có 1 tiếng 45 phút thôi á. A52 dùm em nhá, 75.000. Hết tím rồi các chị ơi, chuẩn cho em màu vàng đi. Hết tím rồi chuẩn cho em màu vàng đi. Ôi, cái quần ôm em. Rồi bánh này sale còn hai cái liền. Anh hôm xem ở trên kệ còn cái áo này mẫu không? Ok, A53 cho em là áo này nhá. Tặng nốt các chị luôn, áo này nhập đắt rồi. A53 này. Chị nào lấy A53 thì mình chốt A53 dùm em nhé. A53
353 giúp em là được. Tặng nốt các chị áo này luôn cho em nhé, 79.000. Nhanh tay thì đều chậm tay là hết. 54 cân đổ về cho em A53 này. A53 giùm em nhé, 79.000. Bác nào lấy A53, bác này mình chốt hay là A53 cho em nhé. Áo hoa, áo hoa xinh lắm, rất là xinh luôn, màu tím ấy, kiểu màu tím nhạt nhạt. Chị nào lấy A53 thì mình chốt A53 giùm em nhé. Cứ lên đúng mã cho là A53 giúp em là được. 79.000 giùm em nhé, xinh lắm ý. Cái mã này rất là xinh luôn đó chị ơi. 79.000 A53. Bác nào lấy A53 thì mình chốt A53 giùm em nhé, 79.000 đồng. Dáng đẹp, form, dáng mặc lên thì quá là xinh luôn. Chị nào lấy A53 thì chốt là A53 và kèm số điện thoại giùm em nhé, 79.000. Áo này không bao giờ rẻ hơn đâu ấy chị, hàng đắt của em đấy. Còn mấy cái đây phong này, áo này cũng tặng nốt 50.000 mà A54, 50.000 mà A54 cho em nhé. Ôi xinh chưa, quá đằng sau này, một màu đỏ đỏ. Ui, 54 cân đổ về cho em nhé, size M, 50.000 đằng sau kéo khóa này. Ok chưa, khóa đằng sau cho em này. Chị nào lấy A54 thì mình chốt A54 cho em nhé, kéo khóa đằng sau. Cứ lên đúng mã này cho là A54 giúp em là được. 50.000, xinh quá. Màu đỏ, ôi, xinh chưa. Mặc sơ vin các thứ vào, ngon luôn. A54 giùm em nhé mọi người. Chị nào lấy A54 thì mình chốt A54 giùm em. 50.000, đẹp lắm. Áo hàng thiết kế nhé, không cần là này. Đẹp như thế này cơ mà, đâu cần là đâu các chị. Mặc lên dáng sơ vin cũng được, thả buông cũng được. Cái dáng này mặc lên rất là xinh. A54 giùm em nhé, 50.000 này. Chị nào lấy A54 thì mình chốt A54 giùm em, 50.000. Form đẹp, dáng đẹp, chất đẹp. Ôi chất nó đẹp lắm đấy bác ơi, nhanh tay. Bác nào lấy A54 thì mình chốt A54 giùm em nhé, 50.000 đồng. Quá rẻ cho một con áo phông. A10 là bộ em đang mặc đấy, bộ em mặc là A10 135. Còn các chị cứ lên cho em máy là A54. Váy hoa cúc tím đấy là dáng baby doll rồi chị. Có phải cái dáng baby doll mà 79.000 không? Chị hỏi thế em cũng không biết là lên cái mã gì ấy. A54 giùm em nhé, 50.000. Đẹp quá. Em có thấy chị Duyên Lê mà, yên tâm là mọi người em đều thấy ấy. Mình yên tâm là em đều thấy nhá, không lo nhá. Cứ lên đúng mã cho em là được. Cứ comment đúng mã là sẽ có đơn nhé. Đây, còn chỗ đây thôi. Cái này em còn mấy bộ em bán tặng các chị luôn. A55 này, bộ thêu nhá. Bộ ngố thêu A55 này, màu đỏ mận này. Có cả đỏ mận mà đỏ tươi đấy. 55 cân đổi về cho em A55 bộ này nhá. Quá xinh đó chị ơi, 69.000, không thể sale rẻ hơn. Bộ này em lỗ rồi. Đây, nguyên cái bộ như thế này mà có 69.000 mà A54. Chị nào lấy A54 thì mình chốt A54 giùm em nhá, 59.000, à quên, 69.000 nhá. Form dáng dễ mặc cực kỳ luôn cho em này. Đây, bác nào lấy A54 thì mình chốt A54, à quên, A55. A55 giùm em nhá, 69.000 đồng. Ai lấy A55 thì mình chốt A55 giùm em, 69.000. 69.000 mà A55. Form dáng dễ mặc cực kỳ luôn nha các chị nhá. Thêu viền cho em này, 69.000 mà A55. Chị nào lấy A55 thì mình chốt cho em chữ thêu nhá. Áo là chữ thêu luôn, đầy đủ các thứ như thế này. Form rất là dễ mặc luôn cho em nhá. 55 cân đổ về kẻ viền này. Đồng bộ từ A đến Z. Bác nào lấy A55 thì mình chốt A55 giùm em nhá. Có 69.000 bộ đồ thôi. Ôi nó rẻ quá. Ôi nó rẻ quá quá ý các chị ơi. A55 giùm em nhá. Áo hoa này có nhiều không? Chị nào lấy A55 thì mình chốt A55 giùm em nhá. 69.000 đồng một bộ cho em này, xinh lắm ý. Thêu nhá, áo thêu mà nó là quần ngố ấy, mặc rất là lịch sự luôn. Đi chơi các thứ đều lịch sự đầy đủ luôn cho em nhá. Mã số là A55. Em gì không nước nào. Chị nào lấy A55 thì mình chốt A55 cho em nhá. Chị lấy cái quần đùi kẻ. Quần đùi kẻ mà không có cái gì đó chị. Chân váy em hết hàng rồi. À chị lấy cái quần đùi kẻ mà có dây nịt. Ok chị, không sao. Nếu mà mình thích nhà em, cứ bảo nhân viên nhà em á. Thích cái đai ấy. Nếu mà nhà em còn thừa đai em bỏ cho mọi người. Nếu mà các chị lấy một cái quần, nhưng mà cái quần đấy không cần dùng đai. Mọi người muốn thêm một cái đai cũng được, không sao. Ờ nhưng mà em không biết chị muốn lên cái váy gì để lên. Ở chung chung thế. Chị ông nói làm sao em biết cái mã váy đấy bao nhiêu tiền để lên lại. Bây giờ nhiều váy lắm luôn ấy. Váy thì trưa mai sẽ lên nhiều. Hôm nay phải lên ít thì trưa mai sẽ dồn để lên trưa mai vào váy nhá. Váy thì sẽ trưa mai. A55 giùm em này. Rồi cho em mã phông hồng này, rất là xinh này. 69.000.
30.000 nhá, mà A56. Chị nào lấy A56 thì mình chốt cho em 30.000, phông rất là xịn sò. 40 cân đổ lên, 65 cân đổ về cho em nhá, A56. Chị nào lấy A56 thì mình chốt A56 giùm em nhá. Tặng luôn cho các chị này với giá là 30.000 thôi, A56 ít thôi. Chị nào lấy A56 thì mình chốt luôn cho em nhá. Với giá tặng các chị luôn. 30.000 mà A56, duy nhất màu hồng, lúc nãy có lên màu khác rồi. A56 giùm em nhá. Không thì em sơ mi có tóc em không lên. Ok, ba cái cho Thư này, ok luôn. Chị nào lấy A56 thì mình là A56 giùm em là có đơn nhá. Cố lên đúng mã này cho là có đơn là được. Với giá tặng các chị có 30.000 thôi. Ôi dồi ôi, sơ mi mà có 30.000. Sơ mi mà có 30.000 thôi ý. A56 giùm em nhá. 30.000 A56. Chị nào lấy A56 thì mình chốt A56 giùm em. Đây cái phần này cho vào cái chỗ các chị ôm. A56 giùm em. Còn những ba cái áo hoa, mã số cho em là A57. Còn ba cái 39.000 đi, màu hồng màu vàng. Áo này thì chắc không cần dở ra đúng không? Anh ơi lấy cái mã quần này lên đi. Cái sóc vải này này. A57 đúng em nhá. Chắc mã hoa này không cần, cái mã mà trễ vai có cái cổn nơ ấy chị. Chị nào lấy A57 mình chốt này. Đây cái màu vàng em mở ra cho mọi người xem. Thôi chắc không cần màu quá quen thuộc đấy. Cần gì này màu nữa. Đây lấy quần này cho em đủ màu đi. Quần này còn ít rồi chứ kia kìa. Rồi sang cho em quần này là A58 này. 79.000 giùm em nhá. A58 có size M, L, XL. À cái này có size S, size M và size L. S, M, L, XL cho em nhá. Size to nhất chị em mình dưới 55 cân đổ về cho em. A58 79.000 này. Ô, cái mã mà có cái màu đen như trước. 29. 24. 24. A58 giùm em nhá. 79.000 mà A58. S, M, L giùm em mã A58 này. Em sắp xem cái này cho chị xem được. Xem con này đánh gì. A58 giùm em nhá. Em xem có được đủ mấy gì không? Xem có thêm gì không? Không, quần của em còn còn phần lở. Mở ra đây. 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ơ 994.500. Ai còn chuyển khoản bắt mình chịu phí á. Chắc là chuyển phí cộng 1 triệu nó bắt mình chịu phí là hết 5.500. Màu trắng là mấy gì? Có là 4 gì không? Thế cổ jean đi, mai để chị nó để lấy cho khách cổ jean ra. A58 giùm em nhá. Có đen, có trắng và có hồng mà A58. Chị nào lấy A58 thì mình chốt A58 giùm em 79.000 nhá. 79.000 một quần mà A58 này. Ai lấy A58 size nào thì mình chốt size đấy giùm em nhá. 79.000 đồng. 79.000 giùm em một quần ơi, đủ size nhá. Đây. Không. A58 giùm em nhá, 79.000 này. Bác nào lấy A58 thì mình chốt A58 giùm em 79.000. Mã quần này em bán rất là nhiều. Có S, có M, S, M, L, XL. Chị nào lấy A58 size nào mình chốt size đấy giùm em nhá. Với giá là 79.000 giùm em một quần. Cố lên đúng mã này cho là A58 giúp em là được. 79.000 nè.
SML dùm em nhá, SML ALA58 thì mình chốt A58 dùm em nhá, 79k. Form dáng mặc lên thì rất là đẹp luôn. Cái dáng này này, mặc lên không bao giờ bị khô quần, hay là cái đũng quần không bao giờ bị gọi là cái đũng quần, nó gọi ôm sát nhá mọi người. Nếu mà cái dáng này chị nào mua mình sẽ biết rồi, hôm trước em có mặc rồi đấy. Yên tâm, dáng này mặc lên thì siêu đẹp luôn cho em nhá. Mã số trên là A58 với giá là 79.000. Chị nào lấy A58 thì mình chốt A58 giùm em nhá, 79.000. Nói chung nó có đầy đủ size đấy, đầy đủ size các thứ cho em nhá. Mã A58, đây là chị một mã luôn đi. Cái mã này mình có mấy cái tua tua lên luôn đi. A58, anh đưa cái mã tua tua đây. A58 giùm em nhá. Chị nào lấy A58 thì mình chốt A58 giùm em. Những cái mã này gọi là rất là đắt hàng luôn các chị. Bán gọi là line dai, lúc nào thích thì bán thôi, cũng không bao giờ hết hot. 79.000. Rồi sao mã này này. Mã này thì em nhập đắt hơn, nhưng mà thôi em vẫn bán bằng giá cho mọi người, đỡ phải phân nhiều giá nhá. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là A60, 79.000 nốt, đẹp lắm. Quần này thì có form luôn, đẹp lắm. A60 dùm em. Chị nào lấy A60 thì mình chốt A60 dùm em nhá. A60 và kèm số điện thoại dùm em, 79.000. Bác nào lấy A60 thì mình chốt A60 dùm em này. Dáng mặc lên rất là xinh luôn. A60 và kèm số điện thoại dùm em nhá, vẫn là 79.000 luôn, có đủ size đấy. Đủ size SML, SML, XL cho em nhá, đầy đủ size. Chị nào lấy A60 thì mình chốt A60 dùm em nhá. A60 dùm em, có S, có M và có L, có màu trắng này. Màu trắng, màu hồng. Màu trắng, màu hồng và màu đen. Bác nào lấy A60 thì mình chốt A60 và kèm size cho em, với giá là 79.000. Quần này em rất là xinh. Quần này cho dành cho chị nào mà thích kiểu màu tulu ấy. Ta chốt ngay cái quần này cho em, mặc cũng xinh này, trắng này, hồng này, tất cả quần em đều khóa bên sườn nhá. A60 dùm em, 79.000 một quần thôi, chất vải đẹp lắm. Cái chất này yên tâm không xù đâu. Yên tâm không xù, nó giống như cái chất vải mà các chị hôm trước mua cái quần vải em 115 ấy. Nó ít xì cái quần vải mà bán cho các chị 115.000 quần dài ấy. Mã số trên là A60 nhá. Chị nào lấy A60 thì mình chốt size dùm em, có M, à có S. Có S, có M, có L và có XL. Size to nhất là chị em mình có dưới 55 cân đổ về cho em này. Mã quần này là siêu đẹp dùm em nhá. Mã A60, xinh nhá. Đây, bác nào lấy A60 thì mình chốt A60 dùm em nhá, là có đơn. Tặng luôn cho các chị quần này luôn cho em với giá là 79.000 mã A60 nhá. Ai lấy A60 thì mình chốt A60 dùm em, 79.000 đồng. Đầy đủ size, số, xịn sò cho mọi người như thế này luôn cho em nhá. A58 là quần kia, còn mã này mình lên luôn cho em là A60 màu hồng này. Em thấy màu hồng này xinh lắm, nó không xến đâu. Cái màu hồng này tông của nó rất là nhẹ nhàng. Nếu mà chị nào thích thì mình lấy màu đen và màu hồng cũng được. Hoặc không, em thấy màu trắng cũng sạch. Em thấy màu trắng sạch, mà màu trắng thì kết hợp với áo gì cũng đẹp. Mà mặc nó tốt, rất là tôn da luôn. 79.000 cho em nhá, đầy đủ size, khóa bên sườn. Bác nào lấy A60 thì mình chốt A60 dùm em, 79.000. Ôi đẹp quá các chị ơi, mộng mơ đẹp luôn này. Màu hồng, màu trắng và màu đen. Bác nào lấy A60 thì mình chốt A60 ngay và luôn cho em nhá. Dáng mặc đẹp, yên tâm. Yên tâm, cái dáng này mặc lên rất là xinh luôn cho em nhá mọi người. Không bao giờ bị gọi là có kiểu là nó bị phô hay là bị lộ bệ các thứ, là không có, được chưa? 69.000 một, à quên, 79.000 một quần nhá. Eo ơi rẻ quá này. Cạp của nó này, xuất sắc chưa? Nói chung nó nếu mà kiểu cái quần ấy, cái quần mà màu hồng thì cái cạp, cái khuy nó sẽ là màu kem. Hay là cái quần màu trắng, cái khuy nó sẽ là màu trắng. Hay là màu đen thì cái khuy nó sẽ là màu đen cho em như thế này nhá. Có kiểu này nhưng có kiểu kia thì có quần dài, cái kiểu mà có 3-2 giây thì em có quần dài, còn kiểu này thì lại không có quần dài đâu. Chị nào lấy A60 thì mình chốt cho em. À đây, kiểu này thì có quần dài thế này, có quần dài cái kiểu này, nhưng mà cái kiểu kia thì không có. Chị nào lấy A60 thì mình chốt cho em nhá, 79.000. Cố lên đúng mã cho là A60 cho em là được, 79.000 đồng nhá. Bây giờ tiếp tục là lên cái gì nữa đây. Xả nó không biết xả cái gì nữa. Anh ơi, còn mấy cái bộ lông gồm đây này, Burberry rồi Gucci á, đem vào đây. Quần dài thì nếu mà không thì để mai, nếu mà còn hàng thì tối mai, nếu thì sẽ là trưa mai em like một buổi, không thì tối xả một buổi nữa, rồi sau đấy sau 2 ngày thì mới lên hàng mới cho mọi người. Em sẽ like xem kẻ mà bây giờ mới hello thì chán với chị ý quá đi. Hết hàng rồi. Hết hàng rồi. Chị ơi, hết hàng rồi. Bộ lông cơm dùm em này. Rồi anh cho vào cái bộ này đi. Bộ lông cơm dùm em này. Ui nó nhiều dã man như thế này này.
Chị nào ôm thì bình luận nó ôm cho em nhá, có 50.000 thôi. Em đang xả kho ấy, chị bây giờ kho xả để mà chuyên về những cái hàng đẹp hơn cho mọi người ấy, nên là em đang xả hết kho luôn này. 50.000, bác nào ôm không? Tôi không ấy, tại vì ngoài đây bận quá mà nhiều người lặn, nhiều nhân viên ấy nên không về được, chẳng thu xếp về được đâu. Đây, chắc là gửi phong bì thôi, tại về thì không có người làm đây luôn. Cưới bạn lớp chị nên là chắc không về được. Hôm đấy bà chắc là về được đúng không? Tôi thì không thu xếp được thời gian ấy, nên là chắc không về được. Ừ, hình như là tầm 15-20 bộ gì đấy, chắc là tầm đấy. Không, 30 bộ. Cái này có 30 bộ cho em nhé, 50.000 này, bộ lông côm. Hôm trước khách tranh nhau mua, đặt những cái bộ lông côm này 50.000 về bán dễ. Kiểu là bán là đồng giá 50.000, à quên, đồng giá là 79.000 ấy, hay là 85.000 bán rất là dễ luôn. Khách nhà em chốt nhiều áo này, 50.000 thôi. Bộ lông côm cho em nhé, 50.000, nhưng mà ôm hết. Tại vì em bán lẻ ra bây giờ không biết chốt cho ai. Có 30 bộ thôi, đẹp mà. Đây cho bác ý đi. Bác ý cho em cái túi ở đây đi. Mai anh Hùng đặt nem đi anh Hùng. Em gọi chú Thơm chẳng được đâu. Chú ấy bảo không gửi được. Chị ý bảo là gửi GNT cho chị ý. Ship nem có một ngày đến nơi. Heo có cho mình GNT nó phải gửi xe ra đây mà. Gửi móc một ngày. Không, bảo giao hàng thích kỳ âm. Phải hết bộ lông côn ra. Vậy xong cái chân này nó ngứa, cứ gãi rồi lại ngứa. Cái váy 3D này bán bây giờ bán bao nhiêu tiền ra? Tặng luôn cái váy này cho mọi người luôn em nhé. Tiết kiệm á, mai em hỏi xem nó có nhanh không. Chứ nó không có nhanh đến nơi này đâu. Mắc công đi lấy xíu đi chị ơi. Gửi cái kia nó đi lấy mà nó không sát cái lì. Nó lì nghe nó chua mắt ăn nó không có ngon. Cái này đến mã bao nhiêu em nhỉ? C1 đi. Chưa. C1 dùm em 45.000 này. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em nhá. C1 dùm em là có đơn. 45.000 đồng váy 3D này. 65-70 cân đổ về vô tư nhá. Mã số cho em là C1, ui nó nhiều hình, nó có hình này. Có cái hình ý kiếm này là nhiều hình. Ôi, xe nó cách nhà chị 25 cây thôi, vất vả lắm. C1 dùm em nhá, thôi để em gửi GNT đi. Không giao hàng tiết kiệm em bảo nó gửi là tóc cho chị. Khổ thân. C5. Đặt ra xong rồi chiều giờ đi luôn. Ừ. Em bảo chưa mình lấy nem rồi, sau đấy mình về gửi luôn. Anh phải dặn cái nem đấy là 2-3 ngày sau mới ăn được ấy. Mua cái nem 2-3 ngày sau ăn ấy. Xe mồi dùm em nhá. Đây tiếp tục là chương trình váy lông côm. Xe mồi dùm em này. Ôi có 45.000 thôi. Đã màn với chị ơi. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ với gen vô tư nhá. Mã số cho em là C1. Chị nào lấy C1 thì mình chốt C1 dùm em 45.000 đồng này. Form to lắm ấy, form to cực kỳ luôn. Ôi cái dáng này nó form to ơi là to luôn cho em. Mã C1 nhá. Bác nào lấy C1 thì mình cho C1 cho em nhá. 45.000. Em xem mấy cái váy hoa này có bỏ luôn không, mã luôn không? Đâu lộ đâu, mặc lên da thịt nữa. Có cái gì là cái gì? Bộ cho chị ấy hết đi. Không bộ tách cho chị Mai Trang nữa. Chồng có bộ không? Máy. Rồi. Mã này mình lên luôn cho em. Mã này là 90.000. Váy cao cấp 90 này. Ai lấy váy cao cấp thì mình cho váy cao cấp cho em nhá, 90.000. 90.000 mã váy cao cấp nha. Váy cao cấp 90. Đây, những cái bộ này cho chị Mai Trang đấy, đẹp hơn. Đó,
Máy cao cấp dùm em nhá, 90.000. Đây. Bộ đát cao cấp cũng cho vào hàng luôn cô. Chị Nguyễn Nguyễn ơi, mai chị đi đơn chưa? Không, mai không cần hỏi ý kiến là các chị đi đơn hay chưa đâu. Đi đơn hết. Mai là em cho đi đơn hết nha. Mai đi đơn hết nha. Rồi. Set xám giùm em này. Kinh lắm, 90.000 mã set xám. Ok, chị út đè cái bộ đát cao cấp đấy đi. Đây. Bộ 139 này. Màu đen. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là mã số cho em là mã số 1 cho em nhá. À số 2. Số 2 dùm em, 90.000 mã số 2 này. Chị nào lấy số 2 thì mình chốt cho em set này cho em nhá, xinh chưa? À set xám cũng được. Số 2 này. Số 2 đưa từ bóng tính anh được không? Số 2 dùm em nhá. Không. Hết bộ lông cô mà. Đưa đây cho em. Đây cái bộ này vào lông cô nhá. Dùm cái này. Số 3 cho em xếp kem này. Con nó nóng nhờ, quay cái quả này lên cái này. Ui. Số 3 cho em nhé mọi người nhá, xếp. Số 3. Ui thật. Số 3 dùm em này. 85.000 mà số 3 xếp kem này em nhá. Chị nào lấy số 3 thì mình chốt số 3 dùm em, 85.000. Áo chờ neo màu đen em còn mà. Số 3 dùm em nhé, để em xem ngày mai còn đâu ấy. Số 3. Chị nào lấy số 3 thì mình chốt số 3 dùm em nhé. Bộ đấy 90.000. Số 3 này. Đưa tờ bóng kính này em. Rồi cái set này 56 cân đổi với cho em mã số 4 nhá. Số 4 này. 90.000 set này hàng đắt. Chị nào lấy số 4 thì mình cho số 4 cho em nhá, 90.000. Set này cực kỳ xinh luôn, có cả đai luôn đấy, số 4 90.000. Bộ đan đi em, bộ đan có một bộ thôi. Số 4 anh. Tiếp đây. Rồi số 5 dùm em này. 90.000 luôn set này đi, mã số 5. À đấy số 5 thì mình cho số 5 đi. À set này là 120 quên. 120 mã số 5 nhá. Chị nào lấy số 5 thì mình cho số 5 cho em. Bán tặng các chị luôn 120 đi, mã số 5. Bây giờ còn váy lông côm đúng không? Váy lông côm. Bây giờ còn có hai món này. Một là áo kiểu lông côm. À, anh em xem cho em xem váy nào. Thôi váy lông côm đi, 45.000 nốt. Ừ, váy đây không cần xem. 45.000 nữa em nhá, váy lông côm này. Cả váy phông, cả váy thiết kế này, nói chung nó nhiều như thế này. Chị nào ôm váy mình gọi là ôm váy, cả váy ren này. 45.000 nhá. Đây. Ôi nó nhiều loại lắm các chị ơi. À. Chắc là hôm nay hết, để mai em xem đã, em đang bảo lại rồi, để mai em xem đã nhá. Đây. Chị nào ôm váy thì mình chốt ôm váy cho em, váy có cả là váy phông rồi váy váy thiết kế rồi, ôi nó nói chung là nó nhiều váy lắm ấy các chị. Nó nhiều ơi là nhiều này, cả những cái như thế này. Được chưa? 45.000 dùm em nhá, mã váy. Ai lấy váy mình gọi là váy dùm em. Áo kiểu đắt lắm ấy, áo kiểu chẳng có nhá. Đời này không có mấy áo kiểu lông côm đâu. Có thì em cũng sale cho chị ôm váy cho chị, cho bác Nguyễn Nguyệt đi anh ơi. Đưa cái túi này cho bác Nguyễn Nguyệt này. Ôm váy dùm em nhá, 45.000. Kiểu lông côm không còn nhiều đâu. 45.000 đồng cho em nhá. Bỏ. Đây được phim mới. Đây, thôi không cần xem, cổ lắm thôi. Giờ như thế không xem gì nữa.
Toàn váy đẹp của tôi bán 45.000 đồng. Cầm cái túi vào mà nó hồng đít hồng đuôi. Dã man. Chịu thua. Chịu thua. Chị em Quỳnh mua xỉ à chị ơi? Xỉ cọc cho em nhá, không cọc em không chốt đâu. Xỉ cọc tiền nhá. Không cọc thì không chốt được đâu chị ạ. Oh my god. Đây này, cho vào cái sọt đây này. Chị Nguyệt ơi, ôm bao nhiêu cái đấy chị Nguyệt? Váy không? Váy đây, chị nó đấy. Chị Nguyệt ơi, chị Nguyệt ôm nhiều không? Ôm hết à, ôm mấy? Bỏ đi, cái nào lỗi đời ra. Chị út đẹp. Cái đó là 139. Đây 30 cái à. Ok. Thế em kiểm tra xem chị nào có chị nào ôm bánh ấy. Chia đều đi. Tại vì chị ấy không ôm hết. Đây tiếp tục là váy cao cấp. Tiếp tục là váy cao cấp cho em nhá. Những cái váy này đang bán ít nhất là 140, bây giờ ôm là 90.000. Chị nào ôm váy cao cấp thì mình chốt. Vẫn đang bán 140 đấy. À không, 139.000. Bây giờ chị nào ôm thì chốt ôm váy cho em nhé. Toàn váy thiết kế đủ size đấy, SM này. Váy cao cấp nhá. Đây, em cho vào cái hàng 45 này. Đây. À không, cái mẫu này đang còn này. Đang còn đấy, để chung nước tìm. Đây, cho em. Đây, cho vào bộ đi em. Em còn hai cái áo nắng này. Ờ ok để xem nhá. Em thử ra phiếu cho cái thư 20 cái đi xem có còn không để chị lọc trong cái thùng này. Bác nào ôm váy cao cấp thì mình chốt 90.000 này. Còn váy này thôi. À đây. Này cho vào đấy. Đây. Đây bác nào ôm váy không? Có chị nào ôm váy cao cấp không? Không thì cái váy này để mai nhá. Anh bỏ túi bóng kính đi. Em còn hai cái áo nắng này. Chị nào lấy áo nắng thì mình chốt cho em nhá. 55.000 một cái thôi, áo nắng. Áo nắng giùm em 55.000. Ai lấy áo nắng thì mình chốt áo nắng. Ôi. Chân váy này. Ôi cái chân váy hoa cúc thì bỏ vào đấy luôn các chị. Đây váy này đang còn đấy. Ừ. Cái váy này mã 7-2 cái nhé. Bộ lanh này. Nó cái gì nó đứt ở đây, bộ 50.000 này. Đây, cái áo bolo. Áo bolo giùm em nhé, mã số 7. Số 7 cho em nhé. 50.000. Số 7 50k. Chân máy hoa cúc hết, số 7, 50.000. Cái áo này nó hơi bẩn một tí nhá, về giặt giúp em nhá, áo baso đấy. 30.000 mã số 8. Số 8 cho em nhá, áo bolo 30.000. Cái này số 8 thì mình chốt số 8 cho em nhá, 30.000 nhá. Về giặt cái cổ cho em là ok ngang nhá, số 8 30.000. Bộ 50 đâu. Bỏ bộ này. Áo kiểu này. Áo kiểu cho em nó xô đi. Đi nó xô ở chỗ đấy đi. Cái bộ này đang còn này. Không hết rồi. Đâu, đang còn lúc nãy bán cái mã mà cái bộ đỏ đấy. Được rồi. Được. Cái mã này đang xô. Cái này đang xô cho các chị xô.
một cái áo bolo cho nó nè. Cho chị nào đây áo bolo. Bolo 10. Cái xong nó bị lỗi tí nữa này. Váy này. Quần ngố bò này cho vào váy à, cho vào bộ cho các chị cũng được. Chị nào lấy bộ thì có cả cái quần đấy. Em còn một cái áo bolo này. 50.000. Đây. Ai lấy đi bình luận là số 9 em nhá, 50.000 áo bolo đấy. Số 9 50.000. Tốt cho em mã số 10 này. 50k luôn nhá, mã số 10 50k. Số 10 50.000. Đây. Áo xô đi các chị. Này, kiểu các thứ này 25.000. Chị nào lấy áo xô mình là áo xô cho em nhá cũng được. 25.000 đồng. Bộ em ơi, may. Cái váy in ban đêm. Ôm chân váy cho em chưa đều với chị nào. Áo sơ giùm em nhá. 25.000 đồng. 25.000 mà áo sơ. Chị nào lấy áo sơ mình còn áo sơ cho em là được 25.000. Phải lấy một cái thôi nha các chị. Áo xô là có được tầm 20 cái đấy. Chị nào lấy áo xô bình luận là áo xô cho em nhé. Đây, nhiều lắm ý. Có cả phông này. Nhưng mà nhiều lắm ý. 25.000 tầm phải 50 cái. Có chị nào ôm hết được không? Em không bán lẻ đâu nhá. Có cả áo kiểu đấy. À có nghĩa là mình lôm côm cho em 25.000 đấy. Không phải áo xô 25.000 đâu. Lôm côm 25.000. Được chưa? Chị nào lấy lôm côm mình chốt ôm lôm côm lên nhá. 25.000 này, có cả áo kiểu này. Nói chung mình cứ bỏ vào cái sọt ấy. Em mỗi hôm bán đầu live chiên nhưng mà đâu không bán hết rồi, để cắt hàng bom mà nhét vào đấy. Cho phải hàng siêu nhá mọi người nhá. Toàn những hàng mà em bán thôi ấy, nhưng em đâu có bán hàng siêu đâu. Chị nào lấy áo xô bình là áo xô cho em nhá. Áo lôm côm giùm em này. 25.000 thôi, đầy đủ hết. Tầm được 40-50 cái. Chị nào ôm lôm côm mình là ôm lôm côm cho em nhá. 25.000 đồng. Cái này của máy sao? Ừ, cái đấy là bộ đấy. Đây có cả áo như thế này này. Ôi chứ em nói thật, mai bán đầu lai là hết sạch các bác ạ. Chứ mà ngày bán quá. Cái này mai. Cắt lẻ là phải cọc trước cho nhà em đi ạ. Đây ấy chị ơi. Hôm mai các chị lại bảo là nhiều quá. Chị ôm đấy rồi chết rồi em rồi. Đấy, cho chị bác mai trang đi. 25.000 đi em. Cho cái túi này. Tầm 50 cái nha chị. 50 cái nhá chị. Em không bán lẻ. Em không có để bán lẻ đâu. Tầm 50 cái thôi, 50 cái 25 triệu mấy mất. Triệu mốt 50 này các chị bán đồng giá. Bán đồng giá cho em là ngon rồi. Hàng này 25.000 là quá bèo rồi. Đây một cái này đi. Thôi xong đây mình đi, này có không? Nghỉ like đây nhá mọi người nhá. Hẹn gặp chị vào ngày mai nhá. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của em. Bye bye mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Thôi, cái đấy là